này là chiều thứ tư, là chiều thứ tư là chiều thứ ba. Thường ra chúng ta còn hai buổi học nữa, buổi cuối chúng ta sẽ dành một nửa thời gian để kiểm tra, nhớ chưa? Là phải học bài dùm nha. Cái chương này thì có nhiều chỗ học bài, nhưng nó sẽ có nhiều cái ứng dụng như dây dùm cái vai trò quan trọng là chúng ta cần nắm bắt được. Bởi vì xét về mặt quy mô thì protein hay protein nói chung là thành phần lớn trong tế bào người, nên nó đảm nhiệm rất nhiều nhiệm vụ quan trọng. Lipid thì tăng lên gây bệnh, nhưng mà đầu tiên tăng lên là không có nổi là gây bệnh, mà nó thiếu cái nguy hiểm. Đây chỉ là thiếu thật, thiếu chất nào đó thì có thể liên quan đến bệnh gì. Còn lipid thì mặc dù có vai trò, nhưng khi tăng lên gây bệnh chúng ta đã thấy rõ ràng. Chất đường tăng lên cũng có gây bệnh, nhưng mà cái chất này chỉ sợ thiếu thật. Ở trên màn hình có bốn nội dung của cái bài, nhưng chúng ta ở cái nội dung số 3 và số 4. Và cô có một câu hỏi nhỏ dành cho các bạn, bạn xem dùm cô phân biệt polypeptide và protein như thế nào, nó có phân biệt gì không? Hay là trước giờ cho tới năm nay mình đang 12+2 đó, thì bạn hiểu nhầm nhầm giữa polypeptide và protein. Rồi trước mình học có polypeptide và protein, bạn có một giới hạn phân biệt đúng không? Nhưng các thành phần acid amin, polypeptide, protein nó sẽ xếp chung là một nhóm, và cái bài hôm nay chúng ta học là protein đó các bạn, là những chất và một cái nhóm chất, những thành phần của nhóm chất nào. Vậy theo bạn thì polypeptide với protein nào lớn hơn nào thì cho dễ? Protein sẽ lớn hơn đúng không? Nó có nhiều cái polypeptide thì chỉ đó sẽ là cái protein. Nhưng mà nếu mà lấy một giới hạn thì chúng ta xem nó bao nhiêu. Trước tiên chúng ta xem chất này phân bố trong cơ thể khoảng tầm bao nhiêu, ở những cái chỗ nào có vai trò gì. Đó. Là biết được cái vai trò này chúng ta mới quan tâm đến cái cấu tạo ha. Nếu tính mà trọng lượng quá, nếu tính luôn nước, nước là chiếm nhiều nhất tới 60%, bỏ nước ra thì còn lại nhiều nữa là thuộc về cái thành phần amino acid, tức là tổng quát nó là cái phần nhỏ nhất để kiến tạo nên các tiết dịch protein. Nhưng nếu tính trọng lượng khô ha, thì con số này là nó có thể là lên đến hơn 50%. Bây giờ giải quyết từng phần. Lần sau mà câu hỏi protein là tập hợp của những chất gì, cô xin nhắc lại dòng số 2 cho các bạn nè. Protein bao gồm các chất thuộc cái bản chất giống như nó là acid amin, peptide và protein, thì được xếp thành nhóm protein cho nó rõ thôi chứ không phải là các bạn không biết. Protein thì các hợp chất này nó ra là những hợp chất hữu cơ có nhiều loại nguyên tố, rất nhiều loại nguyên tố, không giống như đường hoặc lipid quần chỉ có carbon, hydro, oxy. Thì cái chất mà thuộc chất trạm cũng đang rất đa dạng nguyên tố, hết rất nhiều luôn. Nhưng bốn cái mà tôi đỏ lẽ đương nhiên nó sẽ là sao? Cái carbon, hydro, oxy và nitơ là sẽ chiếm số lượng lớn, là thành phần đa lượng trong tế bào luôn, là những cái chất mà chiếm số lượng rất lớn ha, trong cái thành phần nhỏ còn lại. Mấy cái sau là vi lượng hoặc chúng cung cấp nữa là siêu vi lượng luôn. Nó sẽ liên kết các cái đơn phân và acid amin lại thì thành cái polypeptide, và loại liên kết là liên kết peptide. Ngoài ra thì cái liên kết peptide này nó sẽ được giám định, hoặc là trong cái xét nghiệm á nó có sự xuất hiện của liên kết này thì người ta nhận diện bằng cái thuốc thử định tính tên gì, là phần mà chúng ta sẽ học bây giờ. Nhìn chung thì nó hồi trước thì mình đã học cái dòng một, và nên chỗ mà mình chữ đen là giống chỉ ai cũng biết đó. Protein là cơ sở vật chất của sự hoạt động trong cái mọi cơ thể sống luôn, là thành phần chính của cái tế bào, trong đó bắt đầu liệt kê những thành phần sau đây. Thành phần chính là enzyme, ở đây đã hướng dẫn kỹ rồi. Nếu nói enzyme thì enzyme là có bao nhiêu nhóm, ai nhớ? Có 6 nhóm đúng không? Học kỹ 6 nhóm đó, chỉ cần học kỹ 6 nhóm đó thôi là để biết được nhiều vấn đề. Mấy cái khác cũng ít hỏi lắm, vì hỏi khi mỗi một nhóm là nó tên gì, tác phản ứng gì, trong đó có đại diện một số enzyme gì, ví dụ như dehydrogenase thì các thợ cũng nhóm gì là phải biết ha. Nhưng cái đó có thời gian tôi sẽ ôn lại cho các bạn. Trở lại cái dòng số 2 của mình nha. Protein là thành phần cấu tạo chính của enzyme, tức là enzyme bắt buộc phải là protein. Nhưng tình hình ở cái đằng sau đấy phải là khác. Một số hormone có bản chất là protein hay là các nucleoprotein. Như vậy ở cái nội dung mà người ta ghi trên đó, các bạn có thắc mắc gì không? Hoặc có liên kết lại với cái kiến thức vừa mới học xong không? Một số hormone có bản chất là protein, khẳng định đây là một số lớn nha. Số còn lại không phải protein là chất gì đã học? Cái bé đúng rồi, mà tên đầy đủ là chất gì, một nhóm gì á?
các hội viên đó, đã được các hóc quan đó là một nhóm gì mà chú nhất bao nhiêu? Hóc quan nói tên gì? Dương Bích Ngọc, không luôn. Hóc quan có chữ S. Steroid đúng không? Từ lần sau hãy hỏi kỹ thôi. Hóc quan steroid là trước là các loại hóc quan gì? Chọn ra ngay. Có còn thủ không? Hóc quan steroid là những hóc quan gì? Sinh dục và nhỏ thượng thận. Thảo cỡ vậy nhưng mà vẫn chưa chịu vượt qua thêm. Chỉ là đi tim. Enzyme thì nó là protein, nhưng mà hormone thì có hai loại. Thực ra hormone có ba loại được nha. Nó có loại là chỉ có một acetamin thôi nó thành lập được hormone rồi. Rồi có loại có nhiều acetamin ghép lại có ba acetamin. Rồi có loại thì hai mấy, năm mươi mấy, và có một loại là số lượng lớn. Còn phần ít còn lại thì những hormone steroid mà là có thể đó. Không phải một cơ chế hormone mà một phân loại hormone ha. Đơn vị cấu tạo protein là acid amin, nó sẽ chiếm tỷ lệ hơn 50% nếu tính trên trọng lượng phô của tế bào. Đây là một chất rất quan trọng. Cơ thể sẽ hấp thu tích cực, giữ lại và hầu như không có đào thải ra ngoài nếu nó còn sử dụng được. Nó hoàn toàn không giống như chất đường mà quá đủ để đi ra ngoài ha. Protein không thể nào lọt qua đường thận để đi ra ngoài do nó có bảo hiểm. Ở tại là ở những cái lưới thận đó là nó không bao giờ protein không tiếp cận được ở đó cho nó cùng bị cực. Vì vai trò nó có vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa, sinh sản, cấu tạo tế bào và mô, và kiêm luôn nhiệm vụ tạo năng lượng. Trong trường hợp lấy protein tạo năng lượng thì con đường này tên gì? Mới giải thích thời lượng lại. Lấy protein với lipid tạo ra đường thì gọi là con đường tên gì? Chấp chấp mắt. Không có hồn thấy không? Con đường gọi là tân tạo đường. Cô lại sẽ hỏi là tân tạo đường cho hóc môn gì phụ trách? Đó, hóc môn này tên gì? Có chữ glucocorticoid hay cortisol. Hóc môn đó của ai sản xuất ra? Vỏ thượng thận sản xuất ra, thấy chưa? Nói học tới đâu mà chưa ôm tới đó. Bởi vì tôi một buổi học có mình cô nói à, cô nghe nói trên tuổi nha. Mà khi nó nói thì nó cô ơi về sớm. Hay là để sợ luôn. Peptide hay là polypeptide là những phân tử nói chung là nó giới hạn, đọc không cần đọc hết trong đó, có tức là peptide thì giới hạn dưới 50 acetamin. Và các acetamin này nó nói lại bằng liên kết là peptide nên nó là polypeptide. Nhưng tuy nhiên không phải là chính xác là dưới 50 nha. Có một loại peptide mà mình rất là quen thuộc mà nó thì nó lại nhiều lần nó dưới 51 acetamin. Có điều 51 acetamin nó chỉ là hai chuỗi cho nên nó vẫn xếp vào nhóm này. Đó chính là hormone insulin 51 acetamin. Các cái loại mà nó lớn hơn 50, xin nhắc lại một lần nữa là không phải 51, 52 mà nó cả trăm mấy, vài trăm ha, thì nó mới được xếp vào nhóm đại phân tử. Vì cái protein nó rất là bự cho nên là nó rất cập bền, hầu như không có thể nào qua được bằng bằng phụ thận. Biết lại nó còn là mang không, nó không qua được bao giờ. Vì do so với cái sự tiêu hóa cái đường có C6H12O6 là một cái phân tử, một cái hợp chất đơn giản thôi, thì cái protein một muốn lấy cái chất này ra là phải cắt các cái liên kết này ra thành acetamin. Acetamin đi tiêu hóa ở nhiều bộ phận, đặc biệt ở gan, ở thận ha, thì ở gan và ở cái ruột vân vân thì mới ra được cái sản phẩm để sử dụng, nên quá trình là sẽ lâu hơn. Nói chung tiêu hóa chất này cũng lâu, nhưng mà ít lâu mà lipid thì lipid là một chất quá phức tạp. Bây giờ chúng ta bắt đầu phân loại nha. Trong phần đại cương hồi trước giờ các bạn luôn biết là có 20 loại axit amin, do vậy thì nó mới liên quan đến cái loại mà ARN nhận chuyển này nọ đó. Nhưng cái đó chúng ta có một bài học riêng nha. Tính ra là không phải 20 loại đâu, nghiên cứu của người ta nó có nhiều loại lắm, nhưng mà mình chỉ có giờ một điểm này phân biệt nhiều cơ nào. Thực sự là trong tự nhiên có khoảng 300 loại cái acid amin, nhưng mà nó có 20 loại là tham gia vào protein. Vậy điều này có nghĩa là sẽ có một số acid amin không tham gia vào protein. Cô lấy ví dụ acid amin tên là taurin, là acid amin có thể bạn nào có nghiên cứu biết đó, hoặc có sử dụng, thích sử dụng lắm mà không biết chất này là cái chất gì. Taurin, cái chất này sẽ có trong cái nước tăng lực, là sẽ uống cái nước này nghe tên biết là nước tăng lực mà ha. Nó chứa một loại acid amin là taurin. Ngoài ra thì taurin là còn giúp đỡ để mà tạo cơ thể mình sử dụng taurin để tạo cái dịch mà chuyển hóa cái acid amin.
đúng không? À, nhưng mà những lợi ích vitamin tầm quan trọng này nó lại không có trong protein và sẽ có một đường chuyển qua khác tổng hợp lên sorry, mà cái phần đó sẽ học ở một môn khác. À, vậy thì nói chung là khi nó ráp nối lại thành một chuỗi acid amin để tạo nên protein thì với nhiều cái loại như vậy thì sẽ trật tự ráp khác nhau, số lượng khác nhau sẽ làm nên những loại protein khác nhau giữa trong một cơ thể lên thôi, số lượng cũng có thể là nó hữu hạn bao nhiêu đó thôi, nhưng mà cái trật tự khác nhau thì sẽ làm nên những cái tính chất khác nhau, ví dụ như lên tóc, sợi tóc khác, hoặc móng tay khác cũng là protein ha, nhưng mà nó tính khác nhau với cái sự đa dạng này. Bây giờ là em trả lời được câu hai dấu chấm hỏi đỏ cho mình. Cái protein có mấy bậc cấu trúc và tùy thuộc vào cái gì theo trí nhớ của em? Bậc cấu trúc của chắc chắn nhớ đó, nó có mấy bậc hả? Bốn bậc, đúng không? Mình có bị thi thì hỏi chắc ra là dễ lắm rồi đó. Có bốn bậc cấu trúc tùy theo cái gì? Ví dụ mới mình quả đó, da là nó có khác nè, rồi tóc là nó cái protein nó kiểu khác nè. Như vậy nó sẽ khác nhau bởi vì cái gì trong cơ thể đảm nhiệm chức năng nào trong cơ thể. Vậy hai dấu chấm hỏi đó, một dấu chấm hỏi thứ nhất là điểm số 4, dấu chấm hỏi thứ hai liền chữ tùy theo chức năng của nó trong cơ thể. Rồi, bây giờ chúng ta đang trở lại với 20 loại acid amin. Ở trên màn hình các bạn thấy có nhiều cái cục màu khác nhau, đọc qua tí xíu đi để thấy người ta sẽ phân loại như thế nào. Rồi toàn bộ một vòng này chúng ta học tỉ mỉ từng phần với các phân loại như vậy, nhưng học ở cái mức độ vận dụng gia tròn thôi. À, bạn xem dùng Google em, cái loại mà acid amin mà mạch hở ra thì nó sẽ có ký hiệu màu đỏ, những cái dòng tròn màu đỏ đỏ đó thì nó là acid amin mà mạch hở. Vậy nó sẽ có nhiều các phân loại, mình ngồi đây mình học hết cái kiểu này chắc chết luôn quá ha. Acid amin gồm thơm, acid amin tính acid hay tính bazơ, hay là nó chứa gốc hydroxy, hay nó chứa lưu huỳnh gì gì đó, là thiết yếu rồi không thiết yếu, có rất nhiều tiêu chí để phân loại. Thì bây giờ chúng ta sẽ phân loại như sao? Giờ nếu mà biết cái công thức của acid amin thì bạn xem dùm cô, trước giờ mình quen với cái cách viết nào bên trái nhiều hơn đúng không? Nếu là một acid amin là nó phải có gốc acid và đồng thời có gốc amin. Trên màn hình là công thức tối giản nhất, có một gốc acid và một gốc amin. Có gốc acid thì nó thể hiện tính acid, nếu có gốc NH2 thể hiện tính bazơ. Do vậy một acid amin tính chất của nó là tính acid hay tính bazơ? Acid hay bazơ, cả hai luôn đúng không, thể hiện cả hai tính chất luôn. Như vậy nó phải lưỡng tính nào, lưỡng tính hay trung tính khi trung hòa hai tính chất này cũng khó ha. Thấy chưa, nó sẽ có nhiều vấn đề mà chúng ta sẽ giải quyết trong cái bài này. Phần một này nó rất là quan trọng tại nó có liên quan đến rất nhiều vai trò của những cái chất trong cơ thể á. Có điều phải học thuộc nhiều như các bạn, nhưng mà có cái cách học cho nó hiệu quả. Vì cái đối với các hữu cơ người ta quan tâm đến alpha, beta gì đó, còn cô thì không, cô chỉ quan tâm đến cái cấu trúc đó đảm nhiệm vai trò gì trong cơ thể thôi. Nói tóm lại là một acid amin sẽ có cấu tạo cơ bản và có tối thiểu, nhưng giờ đa số luôn, nó sẽ có một nhóm acid, một nhóm amin. Đây là các phân trung tâm thường đánh số là alpha và đây là R. Thì R toàn bộ phần R này là hydrocarbon nha. Nhưng mà mai mốt cái đó tính sao ha. Còn bây giờ đây nè, lần sau mà hỏi trong tự nhiên, tại vì chúng ta sẽ lấy cái nguồn tự nhiên để đưa vào cơ thể mà, thì cái loại acid amin nào là phổ biến, loại đó là ăn lợn. Không giống như đường, đường phổ biến là gì luôn cô? D-glucose. Trong khi acid amin là L, nhớ chưa? Cái acid amin L này nè, nếu mà đã tiêu hóa được vô tới ruột để đưa vào máu rồi thì có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, và nó thuộc nhóm là hấp thu tích cực, cần tốn tiền cũng phải đưa nó vô để tích cực năng lượng á. Còn cái acid amin mà loại D đó, cứ ở đó chờ đi, chừng nào nhiều hơn cái ngưỡng trong máu thì nó mới thẩm thấu đi dần vào trong máu. Có nghĩa là phương thức thu hút cái này vào máu là hết sức khẩn cấp đó, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu thì nó cần cho cơ thể. Medic nhớ chọn là được nha, còn đường thì phải chọn lại đây. Bây giờ là một vấn đề khác. Hồi đó giờ mình vô biết đó là cái ví dụ như cái cô đang nói chuyện cái tắc của bạn, tự cái cột thứ hai từ lề phải qua đây các bạn. Mình đã biết là chẳng hạn như là alanin nha, người ta sẽ viết tắc là bài chuyển ba ký tự là A là A. Thì nếu mà người ta viết tắc là lutamid thì mình viết về là mình biết là lutamid.
Như vậy cái này mặc dù mình cũng không phải học thuộc, nhưng mà phải biết để người ta biết trong mấy cái tài liệu hoặc cái thuốc đó, có chứa cái gì mình biết. Cái này nhận diện ra nó ngoài cái cách viết này, nó còn một cách viết theo kiểu này. Hai cái này đều không phải học thuộc, nhưng sẽ có rất nhiều cái còn lại bên kia phải học thuộc. Vậy thì chúng ta sẽ học về cái gì? Thật ra là không phải học thuộc để học thuộc lòng. Mà mình lưu ý như thế này nhìn vừa. Nó liên quan đến phân loại thì nó liên quan đến vai trò. Ở cái chỗ mà phân loại này chúng ta đi đó, mấy cái màu đen là phổ thông, mình sẽ chú ý đến cái màu đỏ gì cô ạ. Bạn nhìn dưới một ở dưới ta ghi, nếu có một dấu sao thì là acetamin gì? Có một dấu sao là màu đỏ, một dấu sao đúng không? Acetamin. Vâng nhá. Loại có hai dấu sao là acetamin chứ tương vụ. Đây là những acetamin đặc biệt có ý nghĩa sinh học. Chúng ta giải quyết từng phần trong cái phân loại tổng quan của phân như sau. Acetamin sẽ phân làm mặt thẳng vào đặc vật. Trọng tâm nửa bài này thuộc về phần acetamin. Chúng ta chỉ cần nắm vững vai trò acetamin thì sẽ biết suy luận ra, sẽ được biết cái vai trò của cái peptide của protein chứa acetamin đó, nó có vai trò liên đới như thế nào. Thì cái acetamin mặt thẳng sẽ được chia làm hai nhóm, ba nhóm, màu xanh chữ màu xanh đó. Acetamin trung tính. Acetamin tính acid và tính kiềm. Rõ ràng là acetamin và trung tính là cái nhóm acid với nhóm base là bằng nhau ha. Còn nhóm tính acid thì nó sẽ có nhiều hơn một nhóm acid so với base. Và những nhóm base hay nhóm kiềm đó thì cũng là vậy thôi. Nó rất là dễ. Nhưng cái chuyện của mình học thuộc có một nhóm nào và nó không có bài trò gì thì nó lại hơi có công sức. Cái chỗ này phải học thuộc nhiều nha. Cái nhóm, cái cách phân loại thứ hai là acetamin mặt vòng. Thì nó bao gồm acetamin nhân thơm và dị vòng. Theo kiến thức mà em đã học, acetamin mà gọi là dị vòng thì trên cái vòng có cái gì đặc nhỉ? Có nitơ, không chỉ nitơ mà có thể có gì nữa, phosphor hoặc glucuron ha. Tức là nó không chỉ có CH mà nó có thêm một số nguyên tố khác thì nó gọi là dị vòng. Vậy thì mức độ phân loại có thể gom lại những nãy em nói rồi rạc ra phương dễ lại sơ đồ cho các bạn nè. Ba cái đầu là acid mặt thẳng, hai cái sau là acetamin mặt vòng. Thì rõ ràng là trong mặt thẳng thì có ba thứ. Mình vẫn chưa phải học thuộc cái này đâu, không phải học thuộc lòng kiểu máy móc này, nhưng phải biết nó thuộc cái nhóm phân loại nào để chúng ta chia nhỏ như sau. Bây giờ là chúng ta đang tập trung nói đến những acetamin mặt thẳng và trung tính. Mặt thẳng và trung tính tổng là có 20 loại thì nó đã chiếm 9 loại rồi. 9 loại acetamin trung tính này sẽ chia làm 3 nhóm. Nhóm có chữ màu đen bao gồm glycine, alpha hay alanine nói chung á, valine, leucine và isoleucine. Những acid này đơn thuần là trung tính, không chứa thêm một nhóm chất nào khác. Vậy nó cũng chỉ có thông thường, nếu mà không theo tính vị thì cái dòng chữ màu đen đó là những cái nhóm mà thông thường nó có vị ngọt giống như đường. Cái chữ màu xanh tiếp theo gạch đầu dòng thứ hai, chữ màu xanh nha, là serine, theanine là hai acetamin. Nó cũng có một nhóm acid, một nhóm kiềm nhưng mà nó có chữ OH. Cái hai acetamin còn lại là cysteine và methionine, cũng thuộc là trung tính nhưng có thêm một nguyên tố lạ. Thì mỗi một nhóm như thế này trong cơ thể mình nó sẽ làm nhiệm vụ gì là con mình sẽ quan tâm. Thì chúng ta khảo sát cái cấu trúc trước. Chúng ta đang nói năm loại đầu tiên của chính loại trung của chính loại thuộc nhóm trung tính nha. Năm cái đầu tiên chỉ trung tính thôi, không có cái gì khác lạ hết. Cái acetamin đơn giản nhất trong 20 loại acetamin là ngay cái chỗ 01 đó là glycine. Em thấy glycine là trung tính là quá trời rõ rồi. Đây một acid nè, đây là một nhóm kiềm nè, đây là carbon trung tâm C alpha nè. Cái ô màu tím, cái nào của cô màu tím là nó cấu trúc cứng của acetamin này. Như vậy phần còn lại này là thuộc về R đúng không? Là hydrocarbon. Như vậy rõ ràng là hydrocarbon của glycine chỉ gồm mỗi chữ khác thôi. À, đây là câu đầu tiên sẽ hỏi trong cái chỗ này. Lần sau nếu bạn đọc thấy trong câu hỏi của người ta là acid amin nào sau đây có nhóm hydrocarbon chứa hydro thôi là chọn kêu glycine. Nha. Đây được xem là một acid amin đơn giản nhất và rất quan trọng với hầu hết các protein trong cơ thể người đều có chứa glycine. Còn đặc điểm cấu trúc của nó vừa mới phân tích xong, có ba loại acid amin có cấu trúc đặc biệt mà sẽ hỏi nhiều ha. Loại một vừa mới nói xong. Nếu so sánh theo mức độ tăng dần của bạch carbon, cái này có nhiều hơn cái này một carbon đúng không?
cái này có nhiều hơn cái này một các con nha. Như vậy thì hai sẽ thầy sẽ thường bắt cái này là thường xuyên được hỏi. Nếu biết có công thức ạ, nếu biết có hỏi công thức á là sẽ hỏi ba công thức này với mức độ tăng dần cái chọn số các con như năm. Trong đó nếu có tạo đặc biệt là cái này hết sức đặc biệt rồi, là nó đơn giản nhất. Yeah, rồi chúng ta chỉ có một cái hạt thôi. Ví dụ trong collagen chẳng hạn, hay là glutathione, mấy cái cấu trúc mà có ý nghĩa sinh học lớn đó, nó đều có chứa glycine hết. Và chúng ta đã giải quyết xong ba cái đầu, còn lại hai cái nữa các bạn nha. Các bạn xem cho cô ở vị trí số 4 và số 5 là lysine và isoleucine. Nếu so sánh thành phần hóa học thì lysine với isoleucine, ví dụ như có chữ iso là mình biết là nó đồng phân đúng không? Như vậy nó khác nhau vị trí nhóm CH3 đúng không? Mấy cái đó là hoàn toàn học thuộc công thức, chỉ có một cái điều lưu ý vậy thôi. Đặng mai mốt mình sử dụng cho những trường hợp mình chuyển hóa đó. Nó dời này qua đây thẳng nè, không khác nhau về cấu tạo, về cái công thức hóa học ha, chỉ khác nhau cái vị trí của nhân sinh bạc thôi, mà nó lại có cái vị trí khác nhau về cái ý nghĩa sinh học của nó trong cái tế bào người là khác rồi. Nó chỉ đổi nhóm nó qua tiếp rồi, vậy nó sẽ làm những điều gì? Ở phần sau nếu có liên quan sẽ nói lại nha, còn giờ đang không gọi thầy. Vậy năm cái đầu tiên là một nhóm trung tính không bao gồm chứa thêm cái gì khác. Chúng ta tiếp tục với hai loại số 6 và số 7. Cái này là thuộc nhóm trung tính mà có chứa OH. Câu dễ nhất ngay chỗ này sẽ hỏi là hỏi tên, hỏi axit amin nào sau đây thuộc nhóm trung tính và có chứa OH là sẽ hỏi hai tên này. Thì chỉ cần nhớ tên thì cô thôi, không bao gồm công thức. Còn trong đó cái tên gọi ta nói rõ cho mình nó có chứa OH này. Trung tính là nó này, một này là trung tính và nó có chứa thêm một OH, là tức là nhóm hydroxy. Ở đây chỉ cần nhớ đúng một cái nội dung là biết nó thuộc nhóm gì và nhớ hai cái tên. Và đây là câu hỏi mà có nhiều phương án giống nhau. Nó thuộc nhóm có nhiều trên hai đúng. Chúng ta tiếp tục các axit amin còn lại của cái nhóm trung tính là số 8 và số 9. Đây là hai axit quan trọng. Cysteine và methionine. Vì nó được xếp vào cái nhóm trung tính mà có chứa lưu huỳnh, ta gọi là sulfur đó, là tên lưu huỳnh là sulfur. Thì bạn xem về mặt hóa học, bạn vốn dĩ là biết là nếu như hai cái nói chung là có hai cái ớt ở gần nhau, nó có một cái ái được rất là mạnh, nó hút lại với nhau sẽ thành lập nên cầu nối ớt ớt, là trong hóa học gọi là cầu nối đi sulfur. Như vậy thì một cái chuỗi rất là dài các polypeptide mà nó đâu có hẳn băng gì trong cơ thể mình, ngoại trừ cái tóc ra cái chỗ khác nó phải xếp sâu rộng trong cái cấu trúc đó đúng không? Nó sẽ cuộn cái chuỗi đó lại. Thì khi mà nó cuộn lại ngẫu nhiên có hai cái này, cái đó là nó ngẫu nhiên, nhưng thực tế cấu trúc bắt buộc vậy đó. Hai cái axit này mà nó gần nhau thì nó hút hai cái chữ ớt này lại, làm nên một cái cầu nối ớt ớt, làm cho nó dính chùm chỗ đó lại. Nói tóm lại, axit amin cysteine sẽ làm cho cái chuỗi polypeptide dính lại thì xoắn lại những cố định tình trạng, giúp cho đồ điên đảm bảo được cái nguyên liệu của nó. Tuy nhiên cái ý nghĩa trong cùng một chuỗi ít hơn nhiều so với ý nghĩa của nhiều chuỗi. Chẳng hạn như cái hemoglobin của mình á, nó có bao nhiêu chuỗi polypeptide nhớ không? Đó, nói tới người cái nó ngưng lại liền nha. Người á, cái chuỗi cái hemoglobin người ta hay ghi vậy nè, HB rồi kèm theo cái chữ alpha, chữ beta, nhớ cái chỗ này chưa? Đó, vậy mấy alpha mấy beta? Mà tôi đang phát cho nó đó. Con luôn. Ok vậy đó. 2 alpha và 2 beta cộng lại là 4. Nổi trong cái hemoglobin trong tế bào máu của mình á, nó có tới 4 chuỗi polypeptide chia làm 2 loại. Vậy để cho 4 cái chuỗi này nó dính lại với nhau nằm trong cái cấu trúc hemoglobin thì cái liên kết này là có ý nghĩa quan trọng. Là nó gắn bằng cái liên kết ớt ớt này nè, là làm cho nó dính tốt chuỗi nó lại để cho nó đừng có rời ra, bởi vì nó là rình nó rã ra em, thì cái đầu tiên sẽ không cảm nhận được cái chức năng của nó. Thì cái cầu nối đi xuyên vô là cầu nối mà có hai chữ hết á, là giúp cho các chuỗi polypeptide sống lại với nhau nha. Nếu phân tích như vậy thì cái chất này có cái tính năng giống như chất này không? Có đúng không? Nhưng mà nó giới hạn hơn. Bây giờ chúng ta mới phân tích cái tên. Có bạn nào xuất sắc nhớ giùm tôi methionine là axit gì em đã học? Nó làm được gì trong quá trình tổng hợp đầu tiên nhớ không? Mở đầu cho quá trình tổng hợp đầu tiên. Như vậy thì khi mà nó mở đầu nhắc thêm cái nữa nè, axit amin methionine là axit amin
mở đầu là cho sinh dưỡng nhân chuẩn bao gồm có con người. Nhưng nếu đây là sinh dưỡng nhân sơ thì chất đất lên gì? Có chữ S. Đó, đầy đủ chữ S. Còn min, may, bio, min. Như vậy đó mới tốt. À, nếu sinh dưỡng là nhân sơ thì axit mở đầu sẽ là còn min, may, bio, min. Nhưng thêm một cái nữa, tiếp tục nhớ lại nè. Khi nó mở đầu xong rồi, nó mở đầu bằng cái mã di truyền em đã học là A, U, G, nhớ chưa? Là mấy nhà thầy bố thông học rồi. Thế A, U, G là mã mở đầu này nọ đó. Vì vậy nó ra đúng ra xít này ở vị trí đó. Nhưng sau khi nó mở đầu xong, nó mở đầu xong nè, thì A xít số 1, số 2, số 3 là cái gì đó kệ nó, tìm ra nó đảm nhiệm cái gì đó, cơ thể thì trình tự là nó khác nhau. Nhưng khi mở đầu xong thì là có một enzyme làm gì? Cắt bỏ mở đầu đi, không sử dụng mở đầu nữa. Như vậy tôi muốn nói đến điều đó là gì? Thực sự là cái metionin có nằm trong cấu trúc của protein đang hoàn thành nhiệm vụ, đang hoàn thiện cái nhiệm vụ không? Còn là câu thứ hai sẽ hỏi. Như vậy hồi nãy câu trên là tôi đang hỏi mấy ý rồi. Cái axit này giúp cho nó làm gì? Thì bạn trả lời cho tôi là làm cho cái chuỗi polypeptide hoặc các chuỗi chính lại với nhau. Còn axit này sao? Mở đầu cho quá trình tổng hợp protein và sẽ không có trong protein chính xác. Ngoại trừ những chi tiết phía sau thì không cần phải mở đầu. Đó là mấy con trong phút đi thi hỏi mô tả nào sau đây đúng đó. Phần này con hỏi sẽ có chiều sâu như vậy nha. Nên nhớ ghi chú cho kịp. Còn nếu không đi thi hỏi khác chuyện ha. Chúng ta sang nhóm thứ hai là axit amin và có tính axit. Tại vì trong mấy cái trên bài thì mình chỉ có thể nói vậy thôi, không thể ghi hết tất cả các chữ cho các bạn bằng học tổng hợp. Còn mấy cái mà tôi giảng là để các bạn hiểu, bạn nhớ một lâu lâu. Cái axit amin mà có tính axit, bạn thấy rất rõ là trong cấu trúc của nó sẽ có nhiều hơn một nhóm axit. Bình thường có hai nhóm mà có một nhóm là NH2 thôi, nên tính axit nó rõ trọng không? Bây giờ chúng ta quan tâm kỹ cho cô bốn axit đang liệt kê tên trên màn hình. Aspartic, aspargesin, glutamate và glutamine. Nhưng mà mình đọc từ từ đi, đừng có thấy nó quá khó. Thấy hai tên này giống không? Giống nè, mà nó có khác một cái cuối thôi. Vậy thì cái này là axit, còn cái này là amid nha. Vậy lần sau mà hỏi cái nào là amid của axit amin là hai đứa này có cái tiết vị lượng, có chữ y cuối. Còn nếu là axit thì nó có chữ y c cuối, là những câu mà chỉ cần nhìn theo tên trả lời không cần cùng. Nhưng nhìn chung thì bốn cái này đều xếp vào cái nhóm axit. Thì bốn cái này làm nhiệm vụ gì mà quan trọng như vậy? Chưa kể là cái axit này, gắn với natri thì đó chính là muối glutamate natri. Làm gì vậy? Glutamate natri sử dụng trong đời sống hàng ngày để làm bồn họ đó, cho nên đó là nhóm axit amin có gì họ chuyển động thay thế cho chất độc nha, đó là bồn họ đó. Đó là chưa gì là bắt đầu hình dung ra nó có sự nhiệt huyết trong trời vậy. Là xem công thức nè. Trên màn hình dòng số 10, cái con số thứ tự 10 là axit amin aspartic ha. Chúng ta chỉ lấy một cái mẫu để số 10 và số 10.1 so sánh thôi. Bạn xem kỹ giúp cô aspartic và aspargesin khác nhau chỗ nào mà nó là amin. Con trong công thức hình thôi. Cái thuốc này là giống y chang không nói không, tới đây giống đúng không? Cái này là axit axit carboxylic còn tự do nè. Cái nếu mà nó có chữ tiết ở cuối là nó có hai cái nhóm axit còn tự do. Còn nếu là aspargesin còn một tên tự do, một tên không tự do, đang kết hôn với một tên anh nào đó. NH2 đó từ đâu ra? Nó chính là NH3 trong máu. Như vậy thật sự những chất có cái tiết vị ngữ mà là amin đó, là aspargesin và glutamine, là nó bản thân cái axit này nè gắn thêm với NH3 đang lưu thông trong máu. Như vậy trong cái máu của mình ha, khi mà mình ăn thức ăn vô hoặc là mình ăn thức ăn có chất đạm hoặc là nó sẽ giải phóng ra một cái chất độc này là độc tố gọi là chất NH3. Mà ai cũng biết cái này là cái gì không, nhưng nó rất là độc. Nó sẽ độc cho hệ thần kinh, vì nếu đang lưu thông trong máu nồng độ càng lúc càng cao do sự tiêu hóa tạo ra đó, lưu thông chất này đưa lên đến não sẽ làm mất cân bằng kiềm đông trong cái cấu trúc chỗ khác cũng động như chỗ não như nghĩ trước, tại vì tính cấp tốc của nó bị giảm dần. Cái chất này đưa lên từ từ mất đi chỉ số cân mất cân bằng bên trên đó, sẽ làm cho hút vô hút nước vô gây phù não là bị hôn mê.
tình trạng hôn mê do tăng cao chỉ số NH3 này thường gặp ở những bệnh nhân mà bị suy gan đó, mấy bệnh nhân mà bị ngộ độc đó thì nó sẽ bị hôn mê. Cái nguyên nhân xét nghiệm thấy là nó bị ngộ độc, nhưng mà hôn mê người ta bệnh gọi cái bệnh lý mà tăng chỉ số NH3 này, bệnh lý trong hồ sơ ghi là hôn mê gan. Hôn mê gan là một căn bệnh não bị hôn mê, bị vậy nên hôn mê. Nhưng xét về mặt nguyên nhân là ở đâu bị bệnh làm cho não bị vậy? Tại sao có những gan thấy không? Là gan nó sẽ không xử lý được tên này. Như vậy gan á, ở người thì gan sẽ có một nhiệm vụ trong số rất nhiều nhiệm vụ. Tôi đang nói đến nhiệm vụ của gan là sẽ chuyển cái NH3 mà đưa từ máu tới này nè. NH3 sẽ đưa qua đây tổng hợp thành ure để giải độc, và cái chất này sẽ đưa đến thận đi ra ngoài nước tiểu, cho nên nước tiểu nó mới có cái mùi ở đó. Đó, vậy là gan sẽ làm nhiệm vụ giải độc NH3 cơ thể. Nhưng tuy nhiên nồng độ này quá cao hoặc cái người này bị suy gan, chức năng gan suy yếu, chất này không chuyển được và không chuyển được hết, thì nó tăng cao chất này sẽ dẫn đến cái hậu quả đó, thì thường là ung thư gan hay là sơ gan giai đoạn cuối hay đang có bị trọng cấp tính, thì sẽ nằm trong cái nguyên nhân là bị hôn mê và có thể cấp cứu không kịp là tử vong. Nhưng hồi nãy từ đâu đưa tới? Nếu như gan có yếu thiệt nhưng mã này mà nó từ từ đưa tới còn giải quyết được, thì cái nguyên nhân của cái này mà tăng cao đó là đưa lên não mới bị vậy, còn nếu đưa tới từ từ là đây thì giải quyết được. Cho nên là nãy bạn nhìn cái dòng số 2 đi, cái NH3 này nè vốn dĩ nó độc, nhưng mà để kiềm chế cái độ độc của nó lại là gắn nó vô trong axit glutamic hoặc là acetate á, là nó hết độc, hiểu chưa? Gắn nó vô đây thì nó sẽ không còn độc. Như vậy thì hai cái chất này nè là cái acetate nó gắn cái NH3 vô khoảng này, nếu glutamic mà gắn cái NH3 trong máu vô để cho nó giảm bớt xuống á, giảm độc đi đó, thì hai cái chất này được gọi là chất dẫn chuyển cái NH3 và không độc trong máu, là có các điểm nên chọn. Nếu chọn thì được sai ha. Đề thi của tôi mà hỏi chất nào sau đây là giảm vận chuyển cái NH3 và không độc trong máu, có hai đáp án cần chọn đúng là glutamine hoặc astaxanthin, hay cái gốc nguyên thủy của nó là astaxanthin và glutamine. Đã được giải thích rất kỹ rồi. Tuy nhiên trong hai chất đó thì glutamine đóng vai trò quan trọng hơn astaxanthin, do astaxanthin còn có một nhiệm vụ khác là tổng hợp acid amin thành hình. Đó là cái lý do. Còn cái bệnh lý mà hôn mê gan này nè, mai mốt chúng ta sẽ học lại là một phần chuyển hóa để chúng ta chuyên lần salivate mở như vậy. Tổng kết lại với 4 acid amin một nhóm acid có những nội dung sau đây có thể sẽ hỏi. Câu đầu tiên sẽ hỏi là acid nào sau đây mà thuộc nhóm acid, chọn hết 4 tên đó. Nhưng hỏi cái chất nào sau đây là amin thì chọn chỗ số mấy với số mấy? Số mấy? Có giải thích amin nè, cái này là cái màu đỏ là amin nè. Cái này là đúng không? Là cái này. Vậy là chọn glutamine và astaxanthin, không có chữ ít là glutamine. Đây là amin đúng không? Còn nếu mà cái nào mà nó có tính acid là cái đỏ nè. Hay câu hỏi tương tự là hỏi acid amin nào sau đây có hai nhóm COH tự do, thực chất là tôi muốn hỏi này, hay là axit nào mà chỉ có một nhóm COH tự do là tôi đang hỏi cái này, rõ chưa? Chỗ này hơi khó nha, tôi đoán còn nghĩ là ai không hiểu hỏi lại, còn ai đã hiểu thì tuyển viên chỉ thi trả lời đúng chưa? Vậy một cái là axit, một cái là amin, nhưng cái nào cũng là axit amin thuộc nhóm có tính axit thấp. Đây là cô vẽ lại công thức cho gần nhau để mọi người coi kỹ hơn ha. Cái này nó còn liên quan đến thử độc của men gan nữa các bạn. Tính đến cái vai trò của men gan trên cái astaxanthin và glutamine. Và bây giờ chúng ta xem lại dùng vô nhóm thứ ba là nhóm acetamin kiềm. Theo những cái acetamin mà nhóm kiềm này thì nó đương nhiên chứa hai nhóm là H2, có ba loại. Cái loại mà nó nổi trội là đang ghi vào trước đó là lysine. Có thể trong cái chai thuốc bổ của trẻ nhỏ hay ghi thành phần lysine đúng không? Acetamin là lysine. Một loại nữa là arginine. Arginine thì nó có vai trò thường thường trong nhiều vai trò, thì nó có một vai trò
đặc biệt là phái nam, dành cho phái nam, đó là sản xuất tinh trùng liên quan đến cái hàng tạo tinh trùng. Vậy cái nhóm một nè là adenin đó, chỉ nhớ có công dụng đó thôi. Lysine với hydroxylysine thì chỉ khác nhau là có thêm một cái O nên nó gọi là hydroxy, để bản thân nhóm O khác thì gọi là hydroxy. Gọi là chỉ nhớ là chỉ nhớ tên thôi, lỡ gì đẹp lắm đang hỏi là acid amin nào sau đây thì chúng kìm chọn vô bằng tên đó, tên giải điện thôi. Đó học thích thứ quan trọng hơn so với cái nhóm mà acid vừa rồi là hay người ta hay quan tâm ha. Chúng ta sang nhóm lớn cuối cùng là acid amin và vòng. Những acid amin mà có cấu trúc vòng thì chia làm hai loại như mình đã có diễn giải rồi, là nhân thơm và vị vòng. Trong nhóm nhân thơm có hai acid thôi mà acid nào cũng quan trọng hết, là phenin alanin và triclosan. Đối với acid amin đầu tiên ở cái dòng bên phenin alanin, và coi công thức đi ha, coi công thức đi giải quyết. Còn cái nhóm mà vị vòng thì ở bên dưới đó, histidine, tryptophan, prolin và hydroxytolin, mỗi một cái đều có cái vai trò sinh học cần quan tâm. Bây giờ tôi đang nói đến chất thứ nhất là phenin alanin. Bạn nhớ dục cơ có một bệnh lý ở bệnh nhi trong cái chất này là phenin gì? À, phenin ketonil. Họ có liên quan đến đó. Là phenin ketonil là tại sao mình không duy trì? Tôi nói rất nhiều lần rồi. Nhưng bây giờ coi công thức đây. Có công thức là ta sẽ nhớ lại à. Đây là phenin alanin sẽ nhờ một enzyme chuyển hóa nó thành tyrosin. Tyrosin hiện tại trong cơ thể mình là đang lưu trú ở đâu làm gì? Tyrosin hay tyrosin là hóc môn của tiếng Nhật. Một acid amin thì kết hợp. Do đó nó sẽ gắn lên ba lỗ bị ốc vô là thành C3H4. Ok, thầy giáo cổ sinh lý có dạy rồi đúng không? Đây, thì cái này là hóc môn tiếng Nhật. Muốn có cái này là phải có cái này. Như vậy thì bệnh nhi mà bị dư lượng phenylalanin thì lên não và đầu độc não thì giảm chỉ số thông minh. Nói chung là không có giảm không đâu, mà không có vấn đề gì lên đâu á. Là do nó không chuyển hóa được cái này. Cái này không chỉ liên quan đến tiếng giáp đâu, còn liên quan dài hơn một tí xíu là đến bệnh và tài hơn. Tôi muốn học bệnh và tài nhé hông? Thời gian không sản xuất được melanin nên là cho thiếu hóc môn của đoạn này luôn. Thế ra sẽ được học một bệnh thường xuyên. Để hai cái này chỉ liên quan đến chức phận gì đã nhìn thấy rồi đó. So với hai tên phía trên, acid số 17 thấy gì lạ không? Để hỏi đúng câu cho nó thật. Thấy gì lạ hơn acid trên? Người ta có một vòng bỏ phải không? Cái này có hai vòng. Thì lần sau câu hỏi của đề thi hỏi là loại acid amin nào sau đây mà có R hai vòng là đang hỏi chiếc sơ con một acid amin nhất rất là dài luôn, rất tâm luôn, hai cái dài mà đâu là chiếc sơ con. Vậy hồi nãy vừa nói acid gì mà nhỏ nhất nhỏ xíu tính gốc R chỉ có một chữ khác là cô nói là gì? Là lysine. Acid amin mà lớn nhất thuộc về chiếc sơ con. Acid amin làm nên hóc môn tiết giáp tyrosin và tiền chất của nó là phenin alanin. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Những cái nhóm còn lại này là những acid amin dị vòng và cái photo đỏ trên màn hình của các bạn đó là nó trên cái vòng của nó không chỉ có hydrocarbon mà nó có ester. Giờ em xem cho cô vị trí số 18 này. Histidine là nó sẽ liên quan mật thiết đến một chất gây dị ứng tên hít gì? Gây dị ứng đó là chất gì? Histamine, liên quan đến tính năng dị ứng đó. Nghe histamine rồi đúng không? Đó, nó sẽ được phân giải từ histidine bằng cách loại bớt một phân tử CO2 ra là nó thành histamine. Mà cái histamine là gây sóng gió rồi ha. Lần sau mình có cái nào liên quan sẽ nói lại. Còn bây giờ nói nữa là cái chất tiếp theo dòng số 19, bỏ qua mấy cái khác, giờ tự nhìn lên đây không cần liên nhớ gì trơn, nhìn lên đây coi. Cái này axit. Nên người ta cái này axit nè, cái này amin nè, còn nó axit này là amin của nó đâu. Cái chất này nè, axit có nè, có amin không? Không, giờ đây là axit đặc biệt thứ ba, không có nhóm amin. Thì nếu mà câu hỏi trong đề hỏi là acid amin nào sau đây không có nhóm amin là đang định hướng tới hội chất này, không hề có nhóm amin. Thay vào cái nhóm amin là cái nhóm imino, hay người ta gọi là imin á, imino là NH.
Nè, rồi giờ một thêm một cái dẫn xuất của nó có gắn màu khác vô chính là hydroxyurea. Thì trên bảng với 20 loại sẽ là mình dự được trình bày, trong đó có 3 loại có cấu tạo đặc biệt và 3 loại có chức năng đặc biệt sẽ được đề trên bảng. Vậy thì lấy cái cấu trúc đặc biệt, cô sẽ cho bạn xem mọi loại một diễn giải ra cho các bạn luôn để nhớ nè. Không giống như tất cả cetamin người ta đều có cấu trúc tương tự là có pha xếp qua pin thì nó không qua pin gì trơn á. Mà gốc của nó là imino ha, tên đó là rolin. Và bạn xem ba cái này để nhớ bài ha. Cô sẽ có từ 6 đến 12 câu hỏi liên quan đến ba hình này và ba loại có chức năng đặc biệt, và các bạn khi học bài nó sẽ dễ hơn cho các bạn. Nếu bạn có chú ý được cái điểm đó thì chỗ tôi màu hồng là thấy glycine không? Thấy chưa? Đây là glycine. Đây chiếc tương quan lạ hơn người ta thấy chưa? Và đây là rolin lạ hơn người ta. Để so sánh rolin với một axit amin mà lập nên cầu nối ớt ớt hồi nãy á, axit gì? Axit gì mà lập được cầu nối ớt ớt? Cysteine nó sẽ gắn hai cái cysteine lại là L-cysteine là trong mỹ phẩm ta hay dùng L-cysteine đó. Cho nhiều cái khuyến cáo mà mấy bạn từ từ sẽ học thêm á. Bây giờ nói nhiều quá không nhớ. Ba cái đó đi thi sẽ học ba cái trên bảng, đang nói ba cái trên bảng luôn. Rồi lần sau sẽ hỏi ba cái này thay vì 6 câu, 9 câu, 12 câu đó tôi chỉ mỗi hỏi trong đây thôi. Nào mà đặc biệt là cấu trúc đó. Rồi nhớ đi. Chúng ta nãy giờ nói nhiều lần rồi, nhìn qua cái tôi là biết rồi đúng không? Chúng ta xem đến nhóm thứ hai, những axit amin mà có chức năng đặc biệt phân tích từ cấu trúc thì chúng ta ghi nhận thấy methionine, rolin và cysteine. Một lần nữa xin vui lòng nhắc lại là methionine ngoài chức năng mở đầu còn có cái gì nãy tôi nói đây? Không có trong rolin chức năng là câu thứ hai nghĩa tương đương để chọn cho cái ý liên quan đến methionine. Cái rolin là nó ngoài cái chuyện cấu trúc đặc biệt không có amin thì nó có một vai trò cạnh tranh với cysteine. Coi so sánh dòng 2 với dòng 3 dùm cô đi. Cô nói là vai trò cạnh tranh với cysteine vì sao? Nếu như cysteine chủ lực là nó làm kết nối các chuỗi polypeptide lại làm cho protein nó liên kết được với nhau thì cái rolin thì nó sẽ đảm nhiệm làm cho một chuỗi sống lại. Còn nếu cysteine là nhiều hơn một chuỗi nó cũng làm được luôn. Các bạn rõ chưa? Thì chỉ khác nhau có một chữ với không, chữ một với một chữ khác thôi á, nên đừng có kỹ được. Trên trên đây thì chức năng chính của rolin ngoài những gì đã thuyết minh về mặt cấu tạo protein á, thì nó còn hỗ trợ tái tạo sụn thành nên collagen. Do vậy trong thành phần collagen ngoài glycin còn có thêm rolin và có hoa lại vitamin A. Nó có một cái axit nữa mà có ý nghĩa trong bên thẩm mỹ, bạn từ từ nghiên cứu thêm nhiệm là cysteine, có những cái nhiệm dụng gì. Cái cysteine thì có tác dụng chống lão hóa, chống lão hóa đặc biệt đang đề cập đến đây là chống lão hóa phổi, thận, dạ dày. Thì khi mà hai cái cysteine nó gắn lại thì nó sẽ trở cái liên kết sinh phô, đi sinh phô đó, nó sẽ tạo nên nhiệm là cysteine. Và cái chất này nó muốn bạn tự tìm hiểu thêm ha. Thì chúng ta đang có một số axit amin đặc biệt về cấu trúc và chức năng mà mình cần lưu ý để học bài cho hiệu quả. Bây giờ chúng ta tổng phân loại như sau. Phân loại xong cái này rồi, chúng ta sẽ thấy nó thấy em xài sao? Giống mình bây giờ đúng không? Giờ chỉ có lúc đi về cũng khỏe thôi, sẽ phải cải thiện được không này. Là vì quá trời mệt mỏi thì thiếu amphetamin một số loại sẽ gây hậu quả như thế này. Không chỉ mệt mỏi không mà nhiều khi cao gắt hoặc có những lo lắng bất thường, nó thiếu glycine thì có thể gây ra một số hoặc hệ lụy như vậy. Thì nói chung thì nhìn lại thì những amphetamin vừa rồi kèm theo những nhóm trong 20 loại đó thì nó có những gì thế vì nó quá nhiều nên cô gom lại cho các bạn thành mấy vai trò sau đây. Thấy vai trò không? Trên 50% cơ thể người là chứa protein cho nên nó chỗ nào cũng có vai trò. Nhiều quá vậy sao cô nhớ? Nhớ bây giờ nhớ bảy cái này trước cho tôi. Cho cô mấy phút chỉ hỏi bảy cái này nè. Còn mấy cái kia biết được thêm tốt ha. Nếu mà hỏi là lysine, tryptophan, arginine cần thiết cho giai đoạn nào
thể đang lớn thì cần bổ sung axit gì? Giờ 1, giờ. Ngoài ra thì cái phenylalanin như đã giải thích đó thì nó có vai trò quan trọng trong tuyến giáp và kim luôn tuyến thượng thận. Cái loại tiếp theo là actinin liên quan đến tuyến chức phận tuyến sinh dục, đặc biệt là ảnh hưởng đến quá trình tạo tinh trùng. Và loại hai loại cuối cùng là leucin và isoleucin. Em đọc phần cuối và câu hỏi em này nha, để mình muốn mình đi thi chọn phiếu đáp án các bạn. Nếu câu hỏi trong đề thi chỉ hỏi nói là tham gia vào chức phận của tuyến giáp hay có ảnh hưởng đến cái chức năng của tuyến giáp là loại axit amin nào sau đây, thực sự có mấy sự lựa chọn? Mấy sự lựa chọn? Hai cái dưới giới dòng 2 phải không? Là bao gồm luôn phenylalanin. Nhưng người ta không viết chung dòng 2 với dòng 4 được, tại vì cái phenylalanin có liên quan đến hai tuyến, ở dưới nó có một phần. Ngoài ra thì ngoài 20 axit amin nhiều rồi thì có một cái axit amin đặc biệt, ví dụ như stearin nè. Hồi nãy đi trên bảng rồi thì viết lại đây là một cái tập hợp này kiểm tra nè. Nó có liên quan đến sự hình thành của axit mật muối hợp. Cái axit amin là alanin thì nó tham gia vào coenzyme A. Nếu bạn đã từng học tốt về enzyme rồi thì bạn sẽ thấy coenzyme A nằm trong nhóm enzyme oxy hóa cự, là một loại phản ứng phổ biến đặc biệt trong cơ thể. Không có phản ứng đó, không có lấy được năng lượng luôn. Cái axit amin tiếp theo là axit amin gamma alpha butyric, tên viết tắt của nó là ABAB. Thì nó có liên quan đến cái tính năng dẫn truyền xung quanh. Cái loại nữa mà có liên quan đến cái chỉ số đáp ứng điều trị đối với bệnh nhân ung thư khi sử dụng hóa trị, cái phương pháp hóa trị và xạ trị là axit cuối cùng ABIB. Là axit amin beta amino isobutyric. Chất này xem có quá trình mà sử dụng cái chiếu xạ hóa trị đó thì cái tăng sinh tế bào của bệnh nhân có tốt hay không, tức là các bạn không có đáp ứng hay không, nó rất là chuyên sâu. Sẽ được học khi mình học chuyên khoa đa khoa học giả cái đây nói luôn. Bây giờ chúng ta sẽ phân loại một số thành phần bản này bạn đọc thêm ha, như nãy tôi nói đó. Còn liên quan đến quá trình ure, cái chương trình ure nãy là ai giải quyết chương trình ure bên kia ta? Nó nhiều lắm các bạn. Đây bài học này là rất cô động rồi đó, chứ còn nếu học thì tới là sẽ cho cộng nữa. Nhưng mà học nhiều quá không nhớ cũng như không, mà là cô đã đáng chắc lọc thông tin đủ đáp ứng cho một phần, phần hai thì nói tiếp. Bây giờ là trên màn hình với những cái đơn phân như vậy đó ráp lại thì thành protein. Nhưng mà các axit amin thì bạn thấy người ta sẽ chia cho các bạn là trên đó nó ghi là amino acid thiết yếu, đồng nghĩa với có loại những loại không nằm trong cái thùng đó đó là những axit amin không thiết yếu. Thì các thuật ngữ này bạn đều nghe rồi, axit amin thiết yếu hay không thiết yếu sẽ được gọi bằng một tên khác trong bảng phân loại sau đây nha. Đây là chúng ta đang nói đến nội dung tiếp theo là phân loại. Rồi, thiết yếu là cần thiết hay không cần thiết, ráp tên vô. Vậy nó còn được gọi bằng tên khác là axit amin cần thiết hoặc không cần thiết. Vậy ráp cho cô cái chữ thiết yếu hồi nãy là nằm bên chỗ nào? Được cần thiết hay không cần thiết? Có dễ nào, không có gì khó đâu. Thiết yếu là cổ này hay còn bên kia? Bên đây, bên thiết yếu ha, là nó rất cần thiết. Nhưng nó còn được gọi bằng một tên khác, và ba tên này sẵn sàng cho câu hỏi có nhiều sự lựa chọn đó. Này coi lại nào, axit amin mà không cần thiết thì sẽ được gọi tên khác là axit amin thay thế. Còn cái này thì sao? Bạn tự đặt tên coi. Bên đó thay thế thì bên đây phải sao? Không thay thế. Vậy tôi tổng hợp lại một lần. Lần sau đi thi tôi sẽ hỏi là axit amin không thiết yếu còn được gọi là gì? Thì còn có hai sự trả lời, hai sự chọn lựa thế chưa? Nhóm kia là axit amin thiết yếu, còn gọi tên khác là cần thiết hoặc không thể thay thế. Dễ vậy thôi. Và nhiệm vụ cuối cùng của em là giải thích phân biệt cho cô hai này. Hai cái này nó khác nhau như thế nào trong chín loại bên đây và 11 loại bên kia. Đối với cơ thể mình thì nó như thế nào? Có lẽ đã có hơn một lần giải thích rồi nên giờ mới hỏi lại á. Ra ngoài đồ không? Học sớm được về sớm á, và này nhắm có thể học hỏi không? Học hỏi trong vài ngày hôm nay không á? Không có chưa đâu là biết chắc là không.
trình tổng hợp protein. Ví dụ như nó đi qua methionine, nó đi qua alanine, rồi nó cần glycine, nó đi một hồi nó cần valine, rồi nó mới đáp cho mấy khác. Tới đây hết valine. Vậy thì sẽ sao? Nếu mà nó không có valine, không có cái tên nào mà gắn cho đây thì cái chuỗi này sẽ thua tổng hợp thì không có acetamine. Ha, như vậy thì nếu thiếu cái này là không làm ăn gì được. Nhưng mà nếu thiếu cái này, ví dụ như tổng hợp tới đây nè, không có đủ glycine để lắp vào cái chuỗi này thì cơ thể sẽ lập tức chuyển cái loại acetamine khác thành glycine để cho nó ráp vô để nó đi tiếp. Là tức là nó thiếu những acetamine thuộc danh mục 11 cái bên trái thì cơ thể lập tức thay thế tổng hợp khác để gắn lại liền. Nhưng nếu thiếu những acetamine thuộc một chín cái bên phải thì không có khả năng nào tổng hợp được. Đồng nghĩa với quá trình tổng hợp đầu tiên sẽ dị dạng và bị đình trệ hoặc ngưng luôn. Mà cái loại đầu tiên này không được tổng hợp mà nếu nó là enzyme hay hormone gì đó, tức chỗ đó là không thể làm được gì luôn. Vậy chúng ta thấy rất nguy hiểm không? À, thì hậu quả thì không nói rồi, nhưng mà bây giờ ở trên đây là ban phúc đi thi hỏi loại thay thế là sao và không thay thế là sao, chỉ trả lời cũng có câu đơn giản thôi. Cái này thay thế nè là sao, là tổng hợp được, còn không thay thế là cơ thể không tổng hợp được. Rồi còn mấy cái sao tính tiếp nha, tôi làm cái thông báo cho đó học thuộc hai danh mục đó, chọn một trong hai học nên học cái chính á, chính loại á, thì sẽ có nhiều câu hỏi sẽ hỏi là axit nào sau đây thuộc nhóm thay thế hoặc không thay thế. Rồi nếu chúng ta chấp nhận học cho đó thì nó cũng có một số câu mà cái này không phải chỉ môn này mà môn dược lý với môn sinh lý hoặc sinh lý bệnh đều có hỏi cái danh mục này, cho nên tốt nhất là cũng nên học nha. Rồi thì các bạn tự học tới đó như là biết không thầy nào cũng hỏi nếu có nội dung có liên quan đến trường đại học. Chúng ta nói danh mục phần tính chất chút xíu các bạn nha, không giống như cái bài lục tinh, cũng không giống như đi viết vừa rồi, chúng ta nói thiệt nhanh cái bài tính chất vì chúng ta chỉ sử dụng cái này để xét nghiệm ít thôi. Trong số các tính chất mình quan tâm đến tính vị chút, dịch ba cái tính này cho tôi coi. Cái này chắc chắn biết là cái này sao, vị ngọt giống đường của kẹo ha. À, cái này vị gì, cái này vị gì, cái này vị gì, đặc vị cái vị gì, à vị gì chua hả, cái là vị ngọt kiểu mang màu sắc của vị ngọt kiểu đặc, tách phân loại được sao. Chúng ta có 8 câu hỏi cho cái slide đang trình chiếu. Người ta sẽ hỏi bạn là axit amin nào sau đây có vị ngọt kiểu đường, hầu hết là nó nằm trong loại nào. À, cô chỉ hỏi những cái cô đang ghi trên màn hình thôi. Câu hỏi dễ nhất sẽ hỏi là cái chỗ này mà thường hồi xưa khi ta ráp cổ đó, không phải như mình giờ cũng còn dễ á. Cái nào mà có vị ngọt kiểu đạo, nên tôi có giải thích cái này nằm trong cái gì mình ăn mỗi ngày. Một loại. Ha. Cái này là có vị đắng, chỉ hỏi một hai cái thôi. Trong số đó thì lơ xin tính ra nó cũng giống này nhưng mà nó bị đất lắm nên là cho nó xuống dưới được, không như không có vị. Như vậy thì hỏi cái axit amin nào mà không có vị, thống nhất chọn loại màu xanh lơ xin. À, nó có vị đắng là nó bao gồm có arginine lại nó là tính trùng nữa đó. Ha, vị ngọt chủ đạo là quá rõ là có một cái màu thôi, còn lại là vị ngọt gì được. Ít ra chỗ này cũng có vậy, có câu hỏi đúng như đâu mà chỉ hỏi những chữ nào đang ghi trên màn hình, những cái chữ gì hơn không hỏi. Rồi mấy cái tính quang quạt rồi hay gì đó ha, mấy cái này liên quan đến cái kỹ thuật xét nghiệm nên cô có thể nói qua thôi. Mấy cái phản ứng để định tính, có một cái thông tin quan trọng cần nhớ là bây giờ bạn có từng thử nước tiểu bằng cái que thử nước tiểu chưa? Hồi đó thì khi xét nghiệm để cái khám sức khỏe, người ta có cho mình cái que thử nước tiểu nắm vô người đưa lên bao màu gì không? Một cái máy đo không? Nhưng mà có không? Chưa hả? Thật ra cái này sẽ có một tập quá trình hai, các bạn sẽ tự làm lấy mẫu tiểu của mình làm mình đưa lên máy, tôi sẽ đo cho bạn nhỏ nhỏ bao nhiêu. Nhưng mà cái này là để định tính thì chúng ta sẽ dùng phản ứng gì định tính lại nào ở câu này. Đối với cái phản ứng mà định tính thành phần cái dịch sinh phẩm của bệnh nhân mà có chứa axit amin hay không, mà nó có axit amin nguy hiểm lắm. Giống như có đạm, nãy tôi nói chất đạm là nó không thể nào đi qua được nước tiểu, phải cho trong nước tiểu mà có đạm là biết có bệnh rồi đó, chứ không phải bình thường. Thì cái định tính này là một trong những gợi ý cho xét nghiệm chuyên sâu. Rồi chúng ta để tôi dạy đã có một cái phản ứng nãy nó giờ cho mình quả lại thì nó có liên quan nè. Đây là phản ứng trên nhóm carboxy
là khi nó khử CO2 thì nó từ histidin sẽ ra histamin. Xíu quên với đó, cô hỏi là tôi còn một bài không? Hôm bữa mình học histidin này nè, là nó liên quan đến chống thiếu máu, là do vitamin gì hỗ trợ tổng hợp. B9, hồi nó làm gió đi quá ta. Đó là B9 nha, làm sao hạng sao bài hemoglobin ngay sau bài này nha. Hemoglobin á, mà chất này thì liên quan đến vấn đề chỉ dẫn của cơ thể. Đây là cái gì nãy giờ tôi cũng nói đúng như slide này thôi. Làm sao mà hỏi cái phản ứng gì để dọn tìm ra histamin? Tức là lấy cái mẫu của bệnh nhân em xét nghiệm rồi biết lấy cái phản ứng gì để coi nó có histamin không. Người ta sẽ dùng phản ứng dihydrin. Cái câu hỏi ngược lại là phản ứng dihydrin để xác định chất gì trong mẫu xét nghiệm thì chúng ta tìm ra đáp án màu đỏ đó cho cô. Rồi thế rồi. Vì ứng dụng của phản ứng dihydrin là định tính để định lượng histamin. Cái định tính là chúng ta sẽ lấy cái que tại cái nước, cái test nước tiểu á, test mẫu màu đó, nó có 10 cái màu tương đương với 10 thông số nước tiểu. Ai cái màu làm việc lên là có bảng sao màu là bước 1 để nhận diện. Sao đó như máy đọc. Nhưng cái máy sử dụng mình thì đo được 11 thông số. Các cái phản ứng có thể do gốc R cũng khác ha. Và trong môi trường khác nhau thì nó có thể phân biệt thành cái ion dương và âm. Người ta sử dụng cái này trong kỹ thuật điện nhiên để xét nghiệm, mình là không có trực tiếp làm. Nên đứa nào mà có mở phòng khám, ca nhà có phòng khám thì mốt cần thì học thêm một chứng chỉ rồi tự biết. Rồi, axit amin trong các môi trường thì khi nó phân hóa thành như thế này sẽ ứng dụng để đo một cái xét nghiệm nữa để giả định các bệnh lý giống thận đó, là người ta sẽ dùng kỹ thuật là sẽ phân tích sau mà. Thì mấy cái phần này phục vụ cho mục tiêu đó. Vì cái kỹ thuật mà sắc ký trên giấy được sử dụng rộng rãi trong nhiều cái ứng dụng. Mục tiêu là để xác định được từng loại acetamin so với cái phổ bằng nó hiện lên. Nhưng tôi chỉ giải thích cho các bạn chung vậy thôi. Rồi bây giờ cái phương pháp nó làm sao trong tài liệu có ghi kỹ lắm ha. Mình có thể đọc thêm. Còn mai mốt học chuyên môn sâu hơn nữa thì sẽ tự làm một cái được. Làm sao chỉ hỏi đúng một câu kỹ thuật sắc ký dùng để làm gì? Là để xác định tên cái loại acetamin có là một hợp dù cái bậc cơ mà đã được người ta nghiên cứu thành. Rồi thế thôi. Ngoài ra một trong những tính chất quan trọng là thành lập liên kết peptide để đa phân hóa để polymer nó lên. Thì bạn nhìn lại nếu mình không nhớ, còn ai đã nhớ thì quá tốt. Liên kết peptide nối giữa phần nào của hai acetamin đó. Kế vào nhau. Một axit phần 3L5 là chỉ vậy thôi. Nghe nghe không biết không? Cái liên kết peptide tôi đang hỏi là nối giữa phần nào và phần nào của hai axit amin kế một bên nhau là liên kề đó. Thì là giữa phần axit và phần base. Nhưng mà nó sẽ lấy một cái dấu OH của axit và một cái chữ H của dấu NH2 bị loại ra một phần tử đường. Cái này dễ đâu cả. Rồi. Tóm tắt lại, những axit amin mà hồi nãy giờ mình học là có bao nhiêu nội dung đó đó, ngoài những chi tiết đã được nói bất kỳ. Còn đó là tổng kết hết phần, hết cái phần axit amin. Chúng ta phải nhớ cho cô mấy cái loại có công thức đặc biệt với loại có chức năng. Chúng ta học xong phần này về chỉ còn 10 phút nữa thôi. Là cái phần bếp tiết thì nó ngắn lắm. Tại chúng ta đã là cái thanh lý hết bài này mà không kịp thì mai mốt học nhiều hơn nữa nó mệt đó. Nếu như axit amin là những đơn phân sẽ được phân biệt thành hai loại với những chức năng có khác nhau theo từng nhóm, thì bếp tiết là nối kết những cái axit amin lại bằng những cái bếp tiết. Rồi bây giờ câu hỏi số 1 sẽ hỏi là khi mà liên kết các axit amin lại theo một chuỗi polypeptide như này thì liên kết peptide là đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc một máy. Làm sao hỏi cái liên kết này thì mình trả lời cho cô là cấu trúc bậc 1 và cấu trúc bậc 1 của nó là dạng thẳng. Cũng như protein bậc 1 là dạng thẳng, bậc 2 bắt đầu sắp, bậc 3 cuộn và bậc 4 là nhiều cuộn lại, nhiều cái cuộn lại. Nghe kịp tôi nói không? Đề thi sẽ có 6 câu hỏi liên quan đến nội dung số 1 vừa nói. Nội dung số 1 là câu hỏi số 1 nha. Liên kết peptide giữ vai trò duy trì cấu trúc bậc 1 hay bậc 1 của protein hoặc peptide được duy trì bằng liên kết gì? Và liên kết peptide là phần nào với phần nào cũng vừa mới nói xong nha. Cái đó chú biết là nên nói nhanh thôi. Chúng ta tiếp tục.
Nếu hỏi cấu trúc bậc 2 thì duy trì bằng liên kết gì? Từ lúc đó nó dài thì nó bắt đầu sống lại cho nó rút ngắn lại đó. Thì khi đó là liên kết này là liên kết hydro. Theo suy luận của em, tại nó có tới 4 bậc cấu trúc lần đó. Chỉ tới bậc 3 là cần tới liên kết gì là nó dính chùm lại. Còn liên kết nãy hóa học á, liên kết ớt là liên kết có trong bậc 3 nha. Thì biết bạn cho các bạn rồi. À, liên kết đi sinh phô hay còn nói đi sinh phô đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc bậc 3. Thì chúng ta ít ra có 6 câu hỏi hết sức dễ cho nội dung vừa nói. Thuộc dễ quá đúng không? Bậc 1 là liên kết peptide, bậc 2 liên kết hydro, bậc 3 liên kết đi sinh phô và hỏi ngược lại có bao nhiêu không? Nói đâu có gì quá sức của mình ha. Ngoài ra thì tôi minh họa lại cho các bạn một trong những câu nói đi sinh phô có tính phổ biến á. Bởi axit amin cystin và L-cystin là D của cystin đó, hai cái cystin gắn lại đó. Là L-cystin. Cystin bây giờ tới giờ em rồi. Em xem coi mấy cái khung mà cô đó hình dung màu đen đó là vị trí của liên kết peptide đúng không? Thì sau khi nó kết nối lại ha. Đây. Một khi mà nó dính lại là liên kết là một cái chuỗi bôi nó tiếp rồi à. Sau khi đã hình thành xong tất cả những liên kết để nối được cái chuỗi dài này lại, bạn thấy bên đây là nó đang ở không nè, không có liên kết thế này. Trường hợp nó chứa một cái nhóm tự do như thế này thì cái chỗ mà cái nhóm CCO khác á thì nó là axit amin C cộng. Còn cái phía bên kia là sẽ có một nhóm là H2 không có liên kết với này. Thì cái đầu mà giữ axit amin này là N cộng. Chúng ta sẽ sử dụng hai ký tự này để xác định tên của axit amin trong phần danh vật. Nó có cái đầu tên rất lạ so với các chất trước. À, trong phần danh pháp cô giới thiệu với bạn ba loại danh pháp mà có liên quan đến cái tính chất của nó. Loại cái cách và gọi tên đơn giản nhất khi nào nó là cái peptide đơn giản, ví dụ như khi dưới hai axit amin thôi thì người ta gọi nó dipeptide. Nếu cái axit cái chuỗi peptide nó có 3 axit amin thì nó tripeptide như vậy thôi. Là cách nó đơn giản. Nhưng trong cơ thể mình thì mấy cái đơn giản này nó nhiều hơn. Cách gọi tên thứ hai là theo đầu C tận và A tận. Cái này là đầu này là C tận nè. Cái nào mà nó chứa cái đầu C tận hoặc N tận nó để nguyên axit amin C tận nha. Những axit amin phía trước người ta ghi nè, đổi thành cái đuôi Y và L hết. Đó. Ví dụ như glycine này bỏ cái Y N thành Y L. Đó là một cách gọi tên. Cách gọi tên đuôi đã nói là lúc nào không học cứ về ngồi nó than thở chơi. Trên lớp này chỉ phục vụ cho những ai cần học, ai không học không nhất thiết phải ngồi trong đây mà là nó ha. Trên màn hình là hormone insulin. Insulin là tăng đường hay giảm đường? Giảm đường. Là nó tăng đường mà kiểm tra giữa kỳ cũng hỏi vậy cho phải những cái lời sai đó. Insulin là hormone thuộc nhóm để chống chữ làm sao đi chữ đường. Các ngồi bài nộp lên thấy nó tăng đường chắc chắn vậy biết tôi dạy nó chi đó. Đây nó có tổng cộng 51 axit amin nhưng mà nó chỉ làm hai chuỗi có hai màu thấy không? Là học qua này thôi, nếu bạn không cần nhớ nhiều nhớ như đây thôi. Với cái nhóm mà peptide và đóng vai trò hormone thì có ba loại, nó có hai loại dưới thôi. Nhắc lại một lần nữa là ngoài cái chuyện nó giảm đường nha, ngoài Osco sẽ hỏi là insulin có bao nhiêu axit amin và lúc theo đơn có bao nhiêu axit amin. Nó rất là dễ nên ráng học một giờ. Nếu insulin giảm đường thì lưu ca trong xanh. Hai cái chuyển glucose thành glucose và cho những nó xanh rồi. Hai cái đó chung một nhà sản xuất là chỗ nào trong cơ thể? Tuyết tỉnh luôn, hay quá. Bây giờ lên trên. Lưu ca xanh là mới học cái bài như biết vừa rồi đó. Lưu ca xanh đóng vai trò gì quan trọng? Cùng như vitamin C, vitamin E, magnesium là lưu ca xanh làm gì? Chống phê oxy hóa, giảm cái nguy cơ gây ung thư là glutathione. Vậy bây giờ chúng ta đang minh chứng thấy là glutathione nó có giống như glutamine mình mới đi học không? Tại vì khi không được chọn sai. Hồi nãy tôi nói cái glutamine là xuất phát từ glutamine mà vậy là nó là một axit amin. Còn nếu mà đi nguyên thì chiều cho glutamine nhiều cái glutathione mà chọn sai là tức lắm nha. Mình nhìn kỹ đi, vì nó tới 3 axit amin tức nó là một tripeptide. Nhiệm vụ của nó là chống oxy hóa. Còn glutamine là vận chuyển cái NH3 không đậm trong máu. Nó hoạt động
chứ nếu không mình rõ sao. Đi học lơ mơ là mai mốt ra ngoài nhổ sai rồi sau đó coi là nó chỗ đó vậy. Rồi à, cái trở lại vấn đề là hồi nãy giám định acetamin trong mẫu xét nghiệm của bệnh nhân bằng phản ứng gì? Nitrogen đúng không? Thì giờ đây ghi nè, để xác định trong một cái mẫu xét nghiệm mà có peptide thì người ta dùng phản ứng biure. Ha, phản ứng biure là để xác định trong mẫu đó có peptide hay không, đó có nghĩa cái gì, có đạm trong nước tiểu hay không. Cái này hay sử dụng xét nghiệm đạm nước tiểu. Là cái phút tiếp nào mình tính ra cái màng chính giữa đó. Giờ cái ống nghiệm này, cái thí nghiệm này chúng ta sẽ học trong phần thực tập các bạn nha. À, sẽ nhờ có sự hỗ trợ của biocid. Chúng ta trở lại với cái chất lượng thanh xanh tí xíu để đừng bao giờ trả lời sai. Câu tiếp theo cô sẽ hỏi là gì với chất lượng thanh xanh? Thành phần axit amin nào sau đây có trong lưu thanh xanh là sẽ hỏi, chắc chắn hỏi là cái này nè. Chọn cho đúng nha, không cần theo thứ tự. Chỉ cần biết nó có glutamate và glutamine. Nó có cysteine và có glycine. Là trong thành phần của cái lưu thanh xanh là có 3 axit amin đó. Một hồi nó sẽ nói collagen nhưng mà buổi sau là khác. Cái này nó có chức năng chống oxy hóa để bảo vệ cho nó polymide là nó làm cái hồng cầu này hạn chế vỡ hồng cầu, từ vỡ hồng cầu sẽ làm được chức năng. Những cái đường thay sinh mà nó làm được cái chức năng đó khi nào nó phải chuyển thành dạng thử, và muốn chuyển được từ dạng oxy hóa thành dạng thử nó cần một gì nữa. Nhưng giờ học không nổi nha, cái chỗ đó phải cần thêm một môn học nữa. Rồi câu hỏi cuối cùng, bây giờ chúng ta đang nói đến là những cái peptide mà đóng vai trò hormone, thì ngoài hai cái tô đỏ đã được nói từ hồi nãy giờ kèm theo một loại nữa, đây là hormone, hai loại nữa ha. Cái này bây giờ có ai biết được hai cái này chưa ta? Có nghe nói bao giờ chưa? Bữa hôm nay về sinh lý á, chưa biết không. Cái này là hormone của tuyến hậu viêm có tác dụng là thao bóc tử cung ha. Cái này dùng sẵn khoa ha. Ví dụ như gây sảy thai chủ động hay là để tăng lượng ướt dịch, ướt sản dịch sau sinh chẳng hạn, hoặc có những chức năng khác. À, cái này là nó liên quan đến đào thải nước dưới đất thực vật, cũng sẽ học ở bài hormone. Cái này quen nè, ACTH là hormone của tuyến yên, mà nó có tác dụng kích thích sự tổng hợp hormone giỏ thượng thận. Có nghĩa là cái hormone giỏ thượng thận mà hồi nãy giờ mình nói tên gì nhớ không? Glucocorticoid. Muốn sản xuất ra được cái hormone đó là phải do trên não điều khiển, và cái hormone ACTH trên não đó nó sẽ sản xuất ra để nó điều khiển sự tiết của hormone trong giới. Cho nên nó có những bệnh nhân bị thiểu năng tuyến yên sẽ đồng thời giảm glucose, ha, cái glucose sẽ không được sản xuất, có liên quan đến nhau. Còn còn một cái nội dung nữa, peptide có thể là kháng sinh. Vậy làm sao mà câu hỏi của mình hỏi là các cái kháng sinh nào sau đây có bản chất là peptide? Có hai cái tô đèn này ha, là penicillin và tetrodotoxin, là những cái kháng sinh mà bản chất của nó là peptide. Hôm nay chúng ta ngược ra đây, phần còn lại sẽ là cái sẽ bắt cái lõi của tôi đi về, nãy giờ cứ về, và ăn thuốc từ đó không ra đây cũng không sao. Ngồi như nữa. Ở trong đâu học, là sao lại đi đi với họ ha. Hãy vô đây học còn ngồi mà chơi với nó vậy, thì cũng sao, ai nhìn vậy đúng kì. Những axit amin có tính axit mà nó có quan trọng cho cơ thể người, mình nhớ được tên gì? Tiêu rồi. Axit gì mà vận chuyển là H3 và không đồng trong máu? À, glutamine. Trước đó đó là glutamate, sau đó gắn là H3 vô biến thành amin là glutamine. Mình sẽ phân biệt những cái peptide mà mình đã học là glutathion để đi thi gặp nhầm nha. Ngoài cái glutamin ra thì có một chất giống như vậy, tính chất của giống vậy nó chính là aspartazin. Rồi cái chất mà nó giúp cho các chuỗi polymeric dính lại với nhau mình chọn tên gì à? Rolin, làm cho một chuỗi sẵn thôi, còn các chuỗi kìa, các chuỗi á mình chọn ai biết tên gì, có chữ C, cysteine. Ngoài ra thì có 7 axit có vai trò quan trọng mình nhớ nha. Trên trên màn hình là tóm tắt những cái axit amin mình đã học. Lưu ý dùng vô là nếu trong cơ thể người thì là N có giá trị quan trọng,
để nhận biết axit amin thì dùng phản ứng dihydrin, còn để nhận biết axit để nhận biết cái chất và peptide dùng phản ứng gì để kiểm tra có chất chất của chúng ta học chưa? Dòng này ở trên bảng có ở trên màn hình có ghi nhắc lại là nếu để xác định trong cái sinh phẩm trên xét nghiệm của bệnh nhân á có axit amin hay không, người ta sẽ sử dụng phản ứng là dihydrin, còn nếu muốn biết là có peptide hoặc protein hay không thì sử dụng phản ứng gì để chứng tỏ là bữa đó học tới peptide rồi. Nghe nó chơi, nghe nó là sử dụng phản ứng purine. Thôi xong rồi. Như vậy một số vấn đề về peptide nhắc lại nha, trước này chúng ta còn 3 phút cho nội dung này ha, để vừa học rồi. Peptide giới hạn là dưới 100 acetylene. Nó nói với nhau bằng liên kết peptide, và đây được xem là liên kết giữ vai trò ổn định cho cấu trúc bậc mấy à? Bậc 1. Vậy bậc 2 liên kết gì ta? Bậc 2 là liên kết hydro, tối thiểu chỉ nhớ như đó thôi. Bậc 2 là liên kết hydro. Bậc 3 liên kết tên gì đấy? Disulfur nha, là 3 bậc. Còn muốn lớn hơn cái bậc 3 này á, thì phải qua protein mới có. Bởi vì peptide thì chỉ có một chuỗi thôi, nhưng mà protein có thể có nhiều chuỗi của peptide, như vậy nó mới lên tới bậc 4 được nha. Cho nên trước bài có ghi rõ là protein thì phải có 4 bậc một chút, còn peptide thì chỉ có 3 thôi. Rồi chữ 5 là nó sáng lại thì nó có bậc 3 thôi. Chữ 3 nó lại liên kết vừa rồi, nhớ thuộc tên cho tôi nha. Ngoài ra thì trên màn hình còn minh họa cho các bạn, nếu hai cái cysteine mà nối lại với nhau thì chúng ta sẽ có một cái chất mà đầu tiên cái bài đọc nó cần lưu tâm với chính N-cysteine. Trong cái cách mà gọi tên, mình lưu ý dùng cô là acetamin C tận và acetamin N tận. Nhìn lại màn hình coi ai không nhớ không? Acetamin C tận là acetamin có một đầu COOH tự do, không có liên kết với ai, tức là liên kết cuối ở hai cái đầu cuối cùng của cái chuỗi chuỗi cô liên kết á. Chúng ta đây là C tận thì cái ngược lại sẽ kết chấp với NH2 là nó đang tự do, tức là nó N tận. Dựa vào cái đầu đó là C tận, N tận, chúng ta có một cái đặt tên nữa, đổi tên hết tất cả những cái acetamin mà ở phía trước trừ cái acetamin C tận thì giữ tên nguyên vị của nó. Như vậy đây là cách gọi tên thứ hai theo cái thành phần acetamin. Nếu đọc tên theo số lượng acetamin thì chúng ta sẽ đọc thôi, còn cái nó có bao nhiêu, ví dụ như một acetamin thì không phải peptide là không tính rồi, nhưng hai acetamin thì đi peptide, còn ba là tri peptide. Trên bài mình là đang giới thiệu lại hai cách gọi tên nha. Tuy nhiên trong cơ thể người thì những cái peptide mà có vai trò quan trọng thuộc về những peptide sau đây thì được gọi tên riêng và rất phổ biến. Ví dụ như glutathione, em còn nhớ đến glutathione với vai trò gì ạ? Làm gì cơ? À, bảo vệ hồng cầu, tức là chống oxy hóa, không chỉ cho hồng cầu không ấy, nhưng mà hồng cầu là một tổ chức cần được bảo vệ. Tại vì cái gì mà vỡ hồng cầu lập tức có phản ứng cái của cơ thể liền là nó sẽ tăng máu, gây ra cái hệ lụy và nói chung sẽ phát tán ra ngoài những cái vàng da liền. Trong một thời gian ngắn sau đó thì cơ thể sẽ bị vàng da và nó có nhiều hiệu ứng gây, tại vì nó sẽ gây thiếu máu và thiếu oxy. Vậy thì cái glutathione phân biệt với glutamine, glutathione luôn ý kỹ rồi nha. Glutathione là có 3 acetamin, còn glutamine chỉ có 1 acetamin, có nguồn gốc từ glutamine, mà nó được phân tích rất kỹ ở bài học rồi, buổi họ học rồi. Câu hỏi khác có thể chắc chắn sẽ hỏi mình là cái glutathione thì trong thành phần có acetamin gì nha, và sẽ học kỹ chỗ đó các bạn nha. Ngoài ra thì các bạn còn chắc chắn còn nhớ cái chữ liệt kê trên màn hình, số liệu liệt kê trên màn hình là bài học thuộc nè. Glutathione thì có 3 cái thôi, nhưng mà glucagon 29, còn insulin là cái hình minh họa luôn đó, 51 acetamin. Insulin có tác dụng tăng lượng hay giảm đường? Giảm đường, còn lại thì tăng đường nha. Nhưng tuy nhiên là glucagon và insulin có cùng một nhà sản xuất tên gì? Tiếng Yên hả? Đứa nào nói tiếng Yên hả? Tỷ. Trong cái tính chất của peptide thì hồi nãy nó phản ứng purine nguyên nhân đậm này. Khi có xuất hiện ion đồng, đồng là một trong những chất dùng để định tính là người ta sẽ cái phản ứng mà trong cái xét nghiệm đó, ngoài cái dung dịch sẽ ra màu tím hồng, tức là màu xanh tím đó các bạn, để biết là nước tiểu bệnh nhân có đạm hay không. Bởi vì mọi trường hợp mà nước tiểu có đạm thì liên quan đến bệnh gì cũng khó rồi. Nước tiểu bệnh nhân mà có đạm thì là bệnh gì đó? Bệnh thận, đúng không? Cái protein niệu là rất nguy hiểm, dấu hiệu của bệnh thận ha.
thì người ta sẽ xét nghiệm thêm một chỉ số báo động nữa, tức là hệ số lọc cầu thận là creatinine, và phần này sẽ được học ở học phần tiếp theo đó kỹ hơn. Hiện tại thì trên đây chỉ cần học một ý thôi. Hồi nãy á, cái slide nãy có nhắc lại là nếu muốn xác định là trong cái dung dịch đem xét nghiệm, cái sinh phẩm mà đem xét nghiệm ra có acetamin hay không, người ta dùng phản ứng Lin-Kizin. Còn nếu có biết là nó có peptide hay không, thậm chí nó có protein hay không, vậy phản ứng là Urate. Thì phân biệt hai cái chất vừa rồi các bạn nha, dùng phản ứng Urate. Mấy cái đó sẽ hỏi kỹ đó. Phản ứng Urate là cái hình chính giữa đó. Cái phản ứng này chúng ta sẽ học trong học phần thực tập. Một số vấn đề dưỡng lúc thai xanh cần lưu ý nữa. Nếu bạn lại gặp một câu hỏi khác, và ngoài cái việc là nó là giống như acetamin gì, gia trò của nó làm gì, thì nó còn mình có người ta còn có thể hỏi là lưu thai xanh mà có tính năng chống oxy hóa là có dạng thử hay dạng oxy hóa. Vậy nhìn lên cái sơ đồ này coi, thì sản năng có dạng gì mới có gia trò này. Dạng thử nha. Rồi, video đủ chưa? Sẵn tiện ôn lại dùng luôn à. Ngoài lưu thai xanh thì cơ thể mình còn ba chất nữa có khả năng giúp đỡ chống oxy hóa để giảm mất tự do. Ba chất này tên gì? Tổng cộng bốn chất tên gì? Bao gồm lưu thai xanh. Đúng không? Chống oxy hóa để hạn chế ung thư đó. Một chất là vitamin C rồi, một chất là vitamin E. Cái gì nữa? Dạ. Magnesium. Rồi lặp lại nha, có bốn chất thường xuyên các bác sẽ hỏi nha. Nếu có hỏi tới cái nội dung chống oxy hóa nè, magnesium, lutein, vitamin C, vitamin E, nội dung này học ở bài lipid nha, học ở cái bài lipid. Cái tính chất thứ hai là một số peptide đóng vai trò hormone, ngoài cái insulin và glucagon đã nói kỹ nhiều lần, còn hai loại hormone trên màn hình nữa các bạn nha. Hormone của tuyến hậu yên là oxytocin, có liên quan đến chức năng gì trong cơ thể ạ? Con bớt cuối cùng ha. Và cái bên là liên quan đến thận phải, tái hấp thu, cái ông gì ở đại thận, cái liên quan đến cái gì? Thải nước hay dưỡng nước đó. Cái dòng thứ hai là ACTH là hormone, con này nó mẫu thổi mà không có cận thông minh ạ. ACTH là hormone nơi nào sản xuất thì nó là tuyến yên. Nếu trong đề thi không có cần nói rõ tiền yên hay hậu yên thì tuyến yên cũng đủ rồi, nhưng chính xác là nó tuyến tiền yên, tại nó có cái hậu yên ở trên đó nha. Một cái tiền yên cái hậu yên nha, tức là trước yên tuyến trước hay tuyến sau gì của yên á, mình học giải phẫu có thể người ta dùng từ như vậy. Vậy nó có tác dụng kích thích tổng hợp hormone vỏ thượng thận. Điều này có nghĩa là cái hormone vỏ thượng thận có sản xuất được hay không là phụ thuộc vào sự có đầy đủ hàm lượng ACTH hay không. Nếu mà thiếu ACTH thì cái cũng không đủ điều kiện để sản xuất hormone vỏ thượng thận. Hormone vỏ thượng thận tên gì ta? Hormone này tên gì? Glucocorticoid hay nó là cortisol. Vậy hormone đó thì liên quan đến điều tiết chất gì của cơ thể? Luco là có luco đó, điều tiết đường, tức là theo mức tăng đường hay giảm đường. Mà gái nói rõ là chỉ có một cái insulin giảm thôi, còn lại tăng hết. Tuy nhiên tăng đường từ luco còn cái cuối của vỏ thượng thận là tăng đường bằng cách gì, có thêm một chữ ngoài trước, tân tạo đường. Và cũng đã được giải thích kỹ rồi, tại sao gọi là tân tạo đường ta? Tại sao gọi là tân tạo đường? Tạo đường từ luco không? Tạo đường từ cái gì? Thì có được gọi là tất tạo đường không? Nè, mình thiếu đường thì mình chuyển cho dự trữ glucose với gan ở dạng lycogen nha. Còn bây giờ mình thiếu đường thì mình lấy lycogen chuyển ngược lại thành glucose. Trong trường hợp chuyển lòng vòng vậy đó, có phải gọi là tất tạo đường không? Không, tại sao không? Tại sao không vậy em con này? Tại sao không phải em? Tại sao chuyển từ luco thành lycogen hoặc ngược lại là cái chuyển thành luco đó, nhưng không gọi là tân tạo đường? Hai ai nhớ một cái đại diện đó là sao bạn ngồi bàn trước đây, cái trò đó tương tự tự nhiên à, nó dự trữ gọi lấy ra, cho nên không gọi là, không phải gọi là làm mới đó. Là một cách trả lời em cũng không biết như vậy luôn ạ. Có ai có cách giải thích khác không? Vậy nó cũng chịu giữ cho cô mở rồi lấy ra đó, tại sao không gọi là, sao không có giải thích theo hướng như vậy? Tại vì nếu không phải lấy từ lycogen thì còn có thể lấy từ lipid và protein đúng không? Đó, thì vấn đề khác nhau chỗ nào?
Vì cũng mấy từ viết kiểu kiểu đem ra đó, tại sao 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 nó phải xếp nó dần dần tân tạo. Họ bảo hiểu kỹ vấn đề nha, chỗ này ai giải thích lại được. Cô không có nào không nói hết. Câu hỏi tiếp tục lặp lại lần nữa là tại sao gọi là tân tạo đường? Tân tạo đường từ những nguyên liệu gì? Và nếu trường hợp minh họa ví dụ cụ thể đó, lấy đi con gen chuyển thành được cô thì vẫn không gọi là tân tạo đường vì sao? Là bao nhiêu được? Ví dụ trưởng thì bạn nói rồi đó, lấy đi con gen thì giúp dự trưởng đem ra thì không có làm mới gì hết, chỉ là lấy cái kho dự trưởng chuyển ra thôi, lấy đi tiết kiệm ra xài thì không gọi là làm mới. Sao ta? Chính xác là tân tạo đường, chỉ lấy từ lipid và protein thì mới gọi là tân tạo thôi, không lấy nguồn glycogen mà gọi là tân tạo. Vì một lý do khác, glycogen so với luco có bà con họ hàng gì không? Bà con sao nói coi, nhắn nhớ là glycogen là một polysaccharide, vì bản chất nó là cái gì? Bản chất của nó là gì? Với cái tên là polysaccharide là đường. Lúc cô cũng được, cái việc lấy đường thành đường thì có làm gì mới chưa? Không hề. Nhưng mà lipid tức là triglyceride hay là những chất thuộc nhóm đó đó, nó không hề bà con gì với đường, nhưng chuyển thành đường hoặc acetamin hoặc protein này, cho nên mới gọi là tân tạo đường. Tóm lại, tân tạo đường là tạo đường từ những nguồn không phải người sinh mới gọi là tân tạo đường. Nếu như không mà có kỳ thi mấy câu hỏi với tới dự án đó, người ta hỏi mức độ hiểu kỹ đó, là không cần là đúng. Vậy cái hormone, hỏi thêm câu thông minh nữa à. Ngoài cái hormone là vỏ thượng thận thì tủy thượng thận còn có hormone gì được đề cập trong bài giảng rồi? Chỉ nói với mục tiêu để nhớ được bao nhiêu hay mấy chuyên thôi, chưa tới nỗi thi đâu, nhưng còn sẵn tiện hỏi luôn. Nghe rõ câu hỏi chưa? Ngoài cái vỏ thượng thận sản xuất ra cái glucose còn glucoid dần dần đó, cái gì lại như ngày nhóm cá rồi thì nó còn có một cái tủy thượng thận cũng sản xuất ra cái hormone gì, cái chất này sẽ làm co mạch tăng huyết áp, thận hồi adrenaline hay là adrenaline đó nè, đó là những cái nhóm hormone thuộc nhóm tủy thượng thận. Ngoài ra thì ở bài này chúng ta học cái nội dung cuối cùng của phần peptic là chỗ này, peptic còn có thể là nó đóng vai trò là kháng sinh. Đi thì chị hỏi hai tên anh đọc bên dưới rồi. Penicillin là một loại kháng sinh phổ biến mà ai cũng từng nghe tên nha. Một loại nữa là tigrosidin. Hai loại kháng sinh này có bản chất là peptic. Như vậy peptic vô trong cơ thể đã có rất nhiều vai trò, như chúng ta thấy ha. Còn acetamin thì đã phân tích kỹ trong 20 loại acetamin rồi. Đó là chúng ta kết thúc hai phần lớn của bài học, chỉ còn một phần nhỏ nữa thôi, nhưng cũng khá quan trọng. Trên đây là một phần tóm lược lại những nội dung mà các bạn đã học đó. Bạn xem có nhiều loại peptide mà đóng vai trò quan trọng trong cơ thể người, chúng ta sẽ tham khảo thêm bài này. Chúng ta sang phần tiếp theo, phần cuối cùng của bài hôm nay là protein. Protein là kết nối của nhiều acetamin có độ dài nhiều hơn 50 acetamin, nhưng mà nó không phải là 51, nó phải vài trăm ha, một trăm mấy vài trăm. Các bạn thấy nếu như vào cái dòng một bên hình ô hình bên trái dòng trên cùng thì đây là peptide bậc một ha, nếu nó bắt đầu xoắn lại nó là peptide lên đến bậc hai, hình phía lề bên trái màu xanh đó đây là peptide bậc ba, từ như thế này thì nó mới gọi là protein đơn giản hoặc peptide thôi, nhưng tới đây là nó lên tới cấu trúc bậc bốn nè. Theo bạn nghĩ thì bậc bốn khác gì với bậc ba? Khác về cái số lượng, ít ra cái số lượng có hai màu nó lên đúng không? Là có nhiều hơn một loại chuỗi polypeptide. Ví dụ như đã nhiều lần lấy minh họa cho các bạn rồi, cái protein trong cơ thể người của cái phần glofin á là nó tới bốn chuỗi luôn đó. Như vậy trong bốn cái bậc á thì chúng ta sẽ thấy được cái loại liên kết á, trên nền tảng lipid dùng cái peptide dùng mới học, các bạn nhớ thì cô tên liên kết ha. Bậc hai là đến liên kết hydro, bậc ba là có thêm liên kết disulfo. Điều này có nghĩa là mai mốt liên thi hỏi là trong peptide hay protein bậc ba có những loại liên kết gì, đáp án sẽ có ba sự lựa chọn đúng không, chứ không phải chỉ được chọn là disulfo cho bậc ba ha, chứ nếu không là sai nha. Rồi như vậy chứ bậc bốn thì nó có nhiều cái chuỗi nè, thì ba cái này á là ba cái bậc từ bậc đến ba đó thì nó chỉ cần một chuỗi là được rồi. Có nghĩa là có khi protein chỉ có một chuỗi polypeptide với cái quy mô acetamin nó nhiều thôi,
Nhưng mà nếu như cái loại này mà bốn bậc đến bậc bốn rồi á thì nó không thể là một chuỗi được mà nó phải có nhiều hơn một chuỗi. Và đó là cái điểm lưu ý. Ghi như vậy là đã đủ hiểu chưa? Rõ chưa? Có thắc mắc gì không? Chứ để chọn thay thì cơm nha. Hồi nãy ở phần thi chúng ta học peptide thì chắc chắn là nếu như một cái vi chất mà cấu tạo bản chất là peptide thì nó không thể nào lên tới bậc bốn. À, ví dụ như bioglobin là không thể tới bậc bốn được, nó chỉ một vài thôi. Nhưng mà hemoglobin là phải lên tới bậc bốn thì nó có nhiều chuỗi. Còn kể cả protein mà chỉ có một chuỗi polypeptide thôi thì nó cũng chỉ tới một vài thôi. Nếu đã là một protein nhưng phải peptide nha, thì cái peptide thì giới hạn dưới 50 đúng không? Còn cái đó là protein 100 mấy đó, 100 mấy acetamin nó phải là không phải peptide mà là protein luôn rồi. Nhưng chỉ có một chuỗi thôi thì cấu trúc tối đa cũng chỉ bậc 3 mà thôi. Đó là mấy cái điểm lưu ý thì chúng ta học rõ nha. À, bây giờ chúng ta xem những cái loại liên kết khác có thể có đó. Để đơn giản, cô lưu ý vốn là liên kết vừa rồi. Nó có thể có cái liên kết muối, liên kết ông này nọ không phải đó. Vậy so với cái bài về cái thành phần cấu trúc của cơ thể người đó, trên màn hình chủ yếu là các enzyme các bạn, thì thường thường nó có thể là một chuỗi hoặc có thể nhiều chuỗi. Chúng ta quan tâm đến ông trên phía trên góc trái của cơ ha, mioglobin đã từng nói một lần rồi, bây giờ so sánh nè với cái phân loại vừa rồi. Em cho cô một nhận xét ngắn gọn, mioglobin và hemoglobin dọc và khác nhau như thế. Để mai mốt người ta cho mình mấy câu hỏi nhóm loại này mình có thể chọn được. Em từ trường giác phân tích cho cô nó giống như thế nào. Bio là bio trong cái cơ đó, chữ bio là trong cơ đó. Còn cái hemoglobin đương nhiên biết là trong mặt cầu đó. Các bạn thấy giống như thế nào ạ? Ví dụ như này thì bắt đầu cho từ câu A đến câu F với những hiện kia như sau. Mioglobin giống nhau đều có những đơn phân là acetabin, có vẻ giống hay không giống, đúng không? Đúng. Và thứ hai, nó đều giống nhau bởi vì nó có cấu trúc protein bậc 4. Nào, đúng không? Nếu bậc 4 là cái kia không đúng, chỉ đúng cái này thôi, cho nên đều giống nhau nếu nói vậy không đúng. Mà nó nói là hemoglobin bậc 4, còn mioglobin thì tới bậc mấy thôi? Bậc 3 thôi. Cho nên coi kỹ tên nha. Nha, như vậy thôi. Cái này là những thứ mình có học nhưng không phải người ta hỏi với trang một câu như vậy được không? Mà có thể phải vận dụng phân tích hình ảnh để trả lời. Chúng ta phải làm gì với hai cái chuỗi này nữa chứ? Nói tóm lại là phần nãy đã kết quả phân biệt thôi. Còn bây giờ chi tiết như sau: trong phần phân loại protein, người ta có thể phân loại theo thành phần hóa học giống như các chất khác mình đã học, là cái protein theo nhiễm phần tự tạo. Nha, nó phân biệt theo tính tan, tại vì đa phần so với cái kết nối với cái bài lipid mà chúng ta đã học, cái protein đặc biệt là albumin chủ yếu giúp cho lipid làm gì? Tan trong nước để lên tan huyết tương để di chuyển cho nên tiêu dùng. Về mặt tính chất vật lý thì phân theo tỷ trọng, cái phần này là người ta đang định hướng nói là protein tạo này nó chứa lipid. Còn hôm bữa mình học cái bài lipid thì những VLDL, LDL là những lipid tạo chứa protein. Thì lần này ở đây nó đóng vai trò là protein chứa lipid thì cũng tạo nhiều hơn, đúng không? Có thể phân theo hình dạng là nó dạng sợi hay dạng hình cầu. Thì trong đây sẽ xem rất là rõ là nếu có hình sợi, keratin và biotin chẳng hạn, những nảy không tan trong nước nên nó hình sợi sẽ không tan. Tốt đây là hình sợi không tan, hình cầu có tan. Và chức năng của nó sẽ có hai nhiệm vụ quan trọng ngoài nhiều nhiệm vụ mà chúng ta có đề cập ở phần một. Nếu nói cho cùng thì nếu mà đầu tiên mà có nguồn gốc đa dạng lắm ha, có thể từ động vật, thực vật hay là vi sinh vật. Bây giờ là nhóm 1, chữ một tăng nha. Nếu protein được xem là có giá trị dinh dưỡng hoàn toàn, tức là hầu hết nó đều được tiêu hóa sử dụng trong cơ thể, thì thường sẽ có nguồn gốc động vật, lý do được ghi rõ luôn, có đầy đủ các acid amin thiết yếu. Trở lại với nội dung là acid amin thiết yếu, còn được gọi tên khác là gì ạ? Nghe hiểu không? Hôm bữa mình học á, thiết yếu thì còn tên gì? Cần thiết hay không cần thiết? Cần thiết và không thay thế. Ok, vậy cái kia thì ngược lại ha. Phải nghe không? Acid amin thiết yếu là nhắc lại nha, là có ba cái cách trả lời ra là câu hỏi, nó có nhiều sự lựa chọn đó nha. Acid
axit mà thiết yếu là axit không thể thay thế và sao còn gọi là axit amin cần thiết. Còn cái dưới thì ngược lại, cái dưới là những axit amin mà có giá trị, cái protein có giá trị dinh dưỡng không hoàn toàn, thường có nguồn gốc từ thực vật và do nó chứa không đầy đủ các axit amin thiết yếu. Có nghĩa là axit amin của nó nhiều loại là nó không thiết yếu hay là nó thể thay thế hay là loại không cần thiết. Tên của nó đã ghi ở phần 1. Nó không có gì khó nhưng mà sợ nhầm thôi. Nhưng hai cái dòng vừa rồi đang ghi trên bảng là cũng sẽ có nhiều câu hỏi, ráng vận dụng trả lời nha, thuộc loại rất dễ. Xét về chức năng sinh học thì protein có thể là enzyme. Thì enzyme là chúng ta đã học rồi, bản chất hoàn toàn của nó là một cái enzyme thì chắc chắn là protein ha. Nhưng mà nó có một cái nhóm ngoại gắn vô là một loại bản chất gì ta? Cái nhóm ngoại gắn vô enzyme thì tên gì? Coenzyme. Coenzyme chủ yếu chứa gì? Chủ yếu chứa gì? Chứa vitamin. Có thể chứa ion kim loại, có thể ion sắt, ion kẽm gì đó. Cho nên thiếu sắt, thiếu kẽm cũng là thành phần làm cho enzyme không hoạt động. Rồi nó có trong các hormone, đa phần hormone là protein. Tuy nhiên có một số ít hormone là steroid, còn cái tên nó là hormone steroid chọn bên gì? Nên cô bảo sinh dục và hormone chở thượng thận. Làm sao để đi có thể không ghi hormone sinh dục mà ghi estrogen, progesterone gì đó chọn được không? Được rồi. Nó còn có chức năng dự trữ trong máu, đa tạm thời giữ trong máu và giữ trong cơ. Ngoài ra nó có chức năng vận chuyển, chính là albumin là một chính nha. Albumin được là thân thể rồi. Vậy cách phân loại như sao? Bây giờ vâng, theo cách cấp độ đơn giản nhất tương ứng với ba bài trước mà mình học đó là protein thuần, protein thuần và protein tạo. Nếu là protein thuần, có nhiều câu sẽ hỏi trên cái slide này theo kiểu như sau. Protein mà thuần tan trong nước, tạm thời như vậy bao gồm tan trong muối các bạn ha. Thì nó là albumin, globulin, rostamin và histone. Trong đó histone thì thường có trong cái nhiều sắc thể đó. Cái dấu tiếp theo là những cái protein thuần không tan trong nước ha, nó cũng thuần không tan. Thì trong đây có keratin trong cái tóc á, móng tay. Collagen có trong xương, răng, da ha. Các cái rolamin và rustelin là phần vỏ thực vật, toàn bộ cái ô bên dưới là nhóm không tan. Như vậy nếu câu hỏi sẽ hỏi là loại protein nào sau đây là thuộc loại thuần, có mấy sự lựa chọn? Nghe rõ chưa? Người ta chỉ hỏi là cái nào sau đây thuộc nhóm thuần, có 8 sự lựa chọn thuộc hai câu đó. Nhưng nếu nó rõ hơn là thuần mà tan thuộc nhóm trên và thuần không tan chọn nhóm dưới. Câu hỏi cho càng nhiều nha. Rồi, bây giờ chúng ta qua nhóm bên này là cái nhóm tạp và nó có cái tên của nó là rất khác biệt so với nhóm thuần, là nó có một chữ protein chính chưa đó. Còn lại có chữ lạ. Không có chữ nào em không biết. Cô lấy ví dụ như cái dòng đầu tiên nucleoprotein, vậy chắc chắn protein đó cái thế gì? Nucleotide đúng không? Nó nào giống ngoại gì mà không lẽ hỏi cỡ vậy không biết. Và nhìn vô cái tên chắc chắn là phải biết nó tạp rồi. Vậy dòng số 2 bạn nghĩ là protein đó gắn với cái giống ngoại là cái chất liệu gì? Cái dòng số 2 là protein. Đây cô đang nói chuyện màu xanh chưa ạ? Đây cô đang nói chuyện này. Chất liệu này là gì ha? Nếu như cái này thì là nucleotide hoặc nucleotide là ha. Vậy cái robo đó là gì? Câu trên dễ là như câu dưới bắt đầu là không có dễ đâu đúng không? Làm sao hỏi robo thì tìm cái nước ngoài chứ cái gì? Thì cái robo đó tức là ribosome là nhiễm sắc thể đó, mà sắc đó là gì? Chứa chất ngoài à, sẽ nói rõ phần sau luôn. Chỉ thử đây coi mình có thể phân tích được bao nhiêu. Nếu mà biết hết trên đây là không cần học phần sau. Còn nếu không nói không có hiểu được, không nhớ được tận đây thì chúng ta phải học kỹ phần sau. Lycoprotein chắc chắn chứa gì nè? Chứa đậu hùng à, mấy cái này nói rất nhiều lần rồi. Nếu không nhớ thì phải giải thích từng phần thôi. Ở trong tài liệu có ghi rõ nè, cho chỉ chiếu lên để cho có sự chú ý dễ thôi. Người ta sẽ hỏi mình là albumin có nhiệm vụ gì, phổ biến trong những cấu trúc gì của cơ thể, globulin làm gì ha. Đây là bảng liệt kê. Trên màn hình có hai chữ đường tô màu. Tại sao lần sau nếu mà hỏi em là theo câu hỏi đọc thấy là keratin là cái gì sao mà nó không tan đó, thì mình trả lời là bởi vì nó có nhiều cái
tự nhiên nhà nó có cầu nối với sinh thua, do các rắc nó không bị những cái điều kiện bình thường. Cái collagen là protein hình sợi cho nên không có tan trong nước luôn, nhưng mà đây là một chất quan trọng. Tuy nhiên trong bản protein hồn này có hai loại có nguồn gốc thực vật phổ biến, đó là cái rolamin và leucelin. Như vậy bạn xem dùm cô dòng cuối chữ này để đừng nhầm lẫn với chữ dòng số 3. Đây, dòng số 3 nè, rolamin, còn này là rolamin, chỉ khác có một ký tự thôi. Bạn có thể nha, chỉ để đi khi mình nhầm. Một cái là tan, còn một cái không tan. Và nếu mình không có lưu ý thì nó sẽ sai nha. Rồi, bạn có thể dịch dùm cô đây, collagen chứa chữ acid amin tên gì ạ? Để mình lần sau mình chuyển phòng cho câu hỏi sẽ được hỏi là thành phần acid amin nào ở đây có trong collagen. Chữ màu đỏ là glycine, đúng. Chữ tiếp theo rolin, vậy chữ cuối cùng, chữ cuối cùng là chữ gì? Chữ màu đỏ đây nè, tôi đang nói chỗ này đúng không? Chữ đó có thể là chữ gì? Nếu lấy ba cái từ cuối là vẫn là prolin á, vậy chữ đầu có thể là chữ gì? Hydroxyrolin nha. Vậy hydroxyrolin so với rolin thì khác biệt về cái gì? Nói nghe coi. Đáp lên những ô ha. Hay rồi đó. Hỏi tiếp nè, rolin có gì đặc biệt mà em ấn tượng để mình muốn chọn hai sự khác biệt của nó dành cho cái mô phỏng? Rolin không có đạn ba, mà nó tức là nó không có nhóm A, không có đạn hai, nó không có nhóm amin. Hai là nhóm gì? Nó không có đạn hai nhưng có đạn hát đúng không? Vậy đạn hát thì đọc tên là gì? Imin hay còn gọi là imino. Nha. Vì cấu trúc của nó, về cái chức năng của nó không tốt. Em thấy trong collagen cũng có, rồi trong nhiều cái loại protein cũng có, như vậy thì rolin không vai trò gì? Khác cái cysteine ở điểm nào? Đang nhớ lại phần giống ở điểm là làm cho cái chuỗi nó sắp lại, nhưng nó chỉ đảm bảo là mấy chuỗi thôi, một chuỗi thôi, trong cái cysteine là có thể làm cho nhiều chuỗi sắp lại, nghe rõ không? Trời, chứ nếu không chậm tay nha, mấy chỗ này cần câu hỏi chi tiết không á, tại chúng ta đang học ở cấp độ phân tử là tất cả cái môn học này nó mô tả được phân tử hết, cho nên các bạn cảm thấy nó khó gì nữa thì mình chi tiết. Cho cô một mô tả đúng về glycine trong ký ức của em coi. Lysin cái gì đặc biệt? Đơn giản nhất luôn. Đơn giản là sao? Có một cái hero ở trong nhóm R. Trong gốc R chỉ có một chữ hero thôi. Vậy đây là acetamin đơn giản nhất. Cô đang mô tả về là lysin cho các bạn hãy nhớ lại nha. Để đó là những gì bạn có học ở bài trước. Chúng ta sang nhóm tiếp theo là những protein đặc. Tôi định kê lại cho em những gì mà nãy chưa nhớ. Để mình có hỏi mình có thể thành công trả lời được nha. Nhưng cỡ tầm này là cái này dễ nè, vì cái giáo ngoại đã hỏi nó dùm là biết cho được rồi ha. Nhưng vừa giờ cái tên biết rồi. Chất thứ hai là rhombo protein thì nó có chứa chất màu, cái chất màu trong chữ rhombo đó đó. Ví dụ như em thấy những loại protein sau đây mà mình sắp sẽ học bây giờ luôn đó: hemoglobin của hồng cầu, myoglobin của cơ, là hai cái này em so sánh luôn đó, tại rất giống nhau mà nó có khác loại khác gì cấp độ quy mô thôi. Vậy giáo ngoại của nó thường chứa một số kim loại ở trong làm cho nó có màu, nhưng mà tại sao nó lại không chứa kim loại, không ghi là dẫn đến chứa kim loại? Vấn đề thì chắc chắn chứa đường rồi. Bạn đọc cô có tên là bạn quen không? Đang nói vị trí số 3 nha. Glycoprotein, giáo ngoại của nó chứa đường, tức là lipid á. Ví dụ như glycoprotein có giáo ngoại mà cái chất phổ biến trong moly kết của mình á, một số moly kết chất nhầy đó là mucopolysaccharide, là những chất gì mình học còn nhớ trong dịch pháp sơ ha. Ba cái chất của nhóm mucopolysaccharide có ba chất, có chất nào nhớ không? Để cả mấy người cảm giác bị khô khớp, bị cứng khớp, bị khó chịu ha. Glucosamine rồi. Rồi có chất gì nữa, nhưng glycosamine là đơn phân của nó thôi. Ba chất mà nổi trội trong nhóm đó có một chất dùng để có chức năng đông máu. Đông máu thì chống đông. Chống đông của đông máu là thromboxane, heparin là chất chống đông máu. Nha. Xác định lại còn chất nữa tên gì?
Robotin sulfate là một chất để tiêm thẳng vào trong khớp, tức là giống như là dịch nhờn của khớp đó, là acid hyaluronic. Cái gì chúng ta sẽ được hỏi kỹ nha, để chỉ quan tâm đến giai đoạn thôi. Chúng ta tiếp tục với cái nội dung của các riboprotein đã được học rồi. Và có bao nhiêu loại riboprotein bạn còn nhớ? Giảng thuật rồi. Riboprotein có bao nhiêu loại à? Có chữ LLDL rồi đó, mấy loại? Không có hai được, nhiều lắm. Năm loại. Năm loại tính theo từ lớn tới nhỏ. Bắt đầu loại lớn nhất tên là CM đúng không? Loại lớn nhất chứ hả? Là CM, tức là telomerol. Cái loại mà không bao giờ tồn tại trong máu, tức là sau khi hình thành mất tiêu luôn. Và loại trung gian đó, ký hiệu kiểu gì? IDL. Cái loại mà trọng lượng cực kỳ thấp, very low, là chữ VLDL. Và hai loại đối kháng nhau mà đặc biệt liên quan đến bệnh lý tim mạch là LDL và HDL. Tốt xấu như thế nào là câu hỏi chỗ đó rất là nhiều nha. Vậy cái loại này khỏi hỏi cũng biết là chứa acid phosphoric đúng không? Rồi còn một loại nữa các bạn ha, bạn xem câu loại số 6. Câu hay hay hỏi tại cái này nó có liên quan đến cái hemoglobin đó, nó cũng bật điện trong đó luôn. Có những cái nhóm ngoại của nó là chứa kim loại, tên của nó là metalloprotein. Có thể trong đề thi chữ này sẽ ghi là melanoprotein. Coi kỹ hai ký tự này nha, đó là metallo không phải là melanlo ha. Thì nó chứa kim loại. Ví dụ như chữ cái chất mà ở trong gan sản xuất cái chất đường tô đỏ, nó đọc thấy quen không? Đang học sinh lý phải không? Mấy cái chất này là nó người ta trong bài sinh lý máu dễ thích cho bạn các bạn kỹ ha. Còn cô tới đây là hết nhiệm vụ rồi. Và một số tính chất của protein cũng trên cái vai trò tính chất từ acid amin và peptide được học kỹ, nên ở đây nói thiệt nhanh thôi. Đó, nó có tính lượng cực do thành phần acid amin của nó tùy theo loại. Nó có tính hòa tan những cái tổ, nói chung là nó dễ hòa tan trong nước, rồi nó trường hợp mà nó dễ tan thì đa phần là nó sẽ ít cái liên kết và không có cái disulfide như cái thành sợi, thì nó sẽ không tan trong nước, là nó phân nhóm dựa theo thành phần mà hồi nãy chúng ta nói đó, có bốn loại thường tan và không tan thì do thành phần acid amin. Cái nguy hiểm nhất của protein mà làm cho nó thay đổi hoàn toàn tính chất hay là biến tính, thì cái yếu tố gây biến tính hàng đầu của nó là nhiệt độ. Ở trên đây sẽ hỏi một số nội dung, ví dụ như nhiệt độ tầm bao nhiêu là nó bắt đầu biến tính. Và ở đây có ghi chỗ màu đỏ đó, từ 40 đến 50 độ là protein sẽ mất tính bền vững, nói chung nó biến tính từ tầm 40 đến 50, biến tính hoàn toàn ở 80 độ ha. Nhưng tuy nhiên cũng có một số ngoại lệ nha. Bây giờ để cho dễ hiểu cái tính biến tính này, có một minh họa đơn giản thế này để có thể tí xíu nè. Tại sao người ta sợ biến tính rồi? Nói chung với cái chất liệu này người ta sợ biến tính, tại vì sợ nhất là biến tính mà nó mất luôn tính chất á. Thì cái nếu chất đó đang là enzyme, cái đầu tiên nó đang là một enzyme, thì cái enzyme đó coi như bị hư rồi, không còn hoạt động. Enzyme đó không hoạt động thì cái loại phản ứng do enzyme này xuất tác sẽ không thể diễn ra. Mà nó không thể diễn ra thì cái chất đó cần được tổng hợp hoặc phân hủy sẽ không thể làm gì được, cho nên nó sẽ nguy hiểm. Một cái minh chứng rõ ràng là cái bệnh Sjögren's ketonemia, nhớ không? Là cái bệnh phổ biến từ những phổ thông lên học, nên không có cái gì cao siêu hơn. Cái bệnh đó là bởi vì không tiêu hóa được phenylalanine, cho nên mới bị chứng nặng trí tuệ rồi trẻ nhỏ. Nếu không bệnh tí thì cũng không được. Là chỉ do một cái protein bất hoạt thôi. Nhưng cái đó là bệnh di truyền làm cho protein không hoạt động, còn đây là tác nhân môi trường làm cho protein không hoạt động. Thì chúng ta phải tránh sự tác nhân này. Nhưng mấy cái chỗ tô màu ở đây có ghi là sự biến tính không làm đứt các liên kết peptide mà làm đứt các loại liên kết khác ngoại trừ liên kết peptide. Có nghĩa là có thể làm cái chuỗi đó từ bậc 3 giãn thẳng ra thành bậc 1, nhưng có tác nhân ngừng là các liên kết peptide là không bao giờ đứt đối với tác nhân biến tính bình thường. Hay nó phải dùng cái enzyme chuyên dụng thì mới cắt được. Vậy cái câu này viết theo dự thuật như vậy thì thi người ta ghi cho mình là mô tả nào sau đây đúng cái đầu tiên, cái người ta ghi là nó nhiệt độ tăng lên sẽ làm đứt các liên kết peptide. Thì rõ ràng mà em học không ổn thì chỗ đây sẽ chọn cho em thấy nhiệt độ tăng lên nguy hiểm. Khẳng định là dù có tăng lên bao nhiêu vẫn không đứt được cái liên kết này nha. Và đó là điểm lưu ý đó. Liên kết này phải dùng một enzyme chuyên dụng là peptidase thì mới cắt được đó, chứ không thể nào mà tăng nhiệt độ mà cắt được.
nên từ lý thuyết mình học cho đến mình thi á là nó phải có gia công vô như các bạn, chứ không phải là bạn học vòng hết, bạn không hiểu được theo chiều ngược lại thì rất có thể bạn sẽ không ứng phó được với cái câu hỏi. Trong trường hợp biến tính thì được chia làm hai mức độ, là biến tính thuận nghịch tôi toàn dùng chữ màu xanh thôi để ý là cái này chưa có nguy hiểm nhiều đối với chất lượng được rồi. Biến tính thuận nghịch là đầu tiên nó có đã bị biến đổi đẹp như mạng hồi yếu tố này, yếu tố biến tính này nó giảm số hoặc mất đi thì cái đầu tiên trả lại bình thường là nó vẫn hoạt động thì những yếu tố gây biến tính thuận nghịch có hai yếu tố được ghi chữ màu xanh này là dung môi hữu cơ hoặc một số dung dịch muối trung tính thôi, thì nó làm ban đầu nó làm cho đầu tiên nó thay đổi tình trạng nhưng mà cuối cùng nó trả lại được bình thường. Ví dụ như cái này nè, cái chuỗi ban đầu nó bậc ba vậy đó, cái dung môi hữu cơ nào đó và mình bị cái đầu tiên nó bị thấm cái dung môi này hoặc ngập trong dung môi này, chuỗi giãn ra là đứt hết liên kết hydro và liên kết disulfur chẳng hạn, nhưng mà một hồi cái yếu tố này nó mất đi hoặc trả lại môi trường bình thường thì cái tái lập của cái chuỗi ban đầu đã sẽ là vậy. Để so sánh với trường hợp sau đây, biến tính loại nguy hiểm là biến tính không thuận nghịch là mất đi hết các hoạt tính sinh học, bởi vì nó đang ở bậc ba hoặc bậc bốn mà bây giờ nó cứ chơi liên kết rồi chuỗi thẳng bằng luôn, không thể làm được cái nhiệt độ enzyme vẫn hoàn thiện của nó luôn, hoặc là cái cấu trúc đó cũng cả nên kể cả cấu trúc và cấu tạo nó cũng bị hư luôn. Như vậy thì bạn cần học cho cô những chỗ in động in nghiêng ra đó. Ví dụ như người ta hỏi mình là yếu tố nào sau đây gây biến tính thuận nghịch hoặc không thuận nghịch nha, là đó là tia X, là tia phóng xạ hay tử ngoại gì đó, là cái này em dịch cho cái nào cũng nguy hiểm hết. Tôi lấy một minh chứng, có thể nói đến tiết xu không hiểu như cái này dễ hiểu hết sức nào, dễ hiểu vô cùng luôn. Mấy cái vụ thời gian chính không quan tâm mà có nghĩa là cái trứng gà mà lúc sống nè là vậy, sau khi gia nhiệt thì nó thành như những trứng kiểu lắm, thành này còn ai muốn thích ăn ở chỗ nào thì dùng lại chỗ đó. Tuy nhiên về bản chất ban đầu so với lúc này, bây giờ em đã chín như thế này rồi, em để nguội tiếng đồng hồ sáng nguội nhiệt độ trở về bình thường, kết quả trứng gà còn trở lại như này được không? Không thể nào được. Cho nên đây là nếu như cái cấu trúc này nè mà nó làm cho enzyme hay hormone cái cấu tạo gì đó của cơ thể thì khi mất yếu tố biến tính đi nữa nó vẫn không hoàn nguyên trở lại giá trị ban đầu để đảm nhiệm được cái nhiệm vụ của nó trong cơ thể cho những chất còn gì. Những yếu tố vừa rồi nếu có gì đó hay còn này chỉ lấy nhưng mà thôi thì chúng ta hiểu được biến tính hoàn toàn và không hoàn toàn là khác biệt nhau như nào và phải biết được cái loại yếu tố đó nó gây biến tính gì cho đầu tiên. Và ngoài ra nó còn có một số tính chất khác, ví dụ như mấy tính chất hóa học em có thể tham khảo phần vừa rồi để chúng ta không cần mất thời gian ha. Các cái tính chất sinh học thì nó có nhiều nhiệm vụ được tô ở những chỗ có màu đỏ đó là đã nói qua rất nhiều lần trong bài giảng này rồi. Nói tóm lại là protein trong cơ thể được xem là một chất hết sức quan trọng, chiếm trên 50% cái trọng số gì cái vật chất của tế bào thì cơ thể nói chung, có rất nhiều chức năng không thể thay thế được, cho nên là đây được xem là một chất quan trọng ha. Mà mình nội dung chi tiết thì đã trao đổi xong rồi, còn mấy cái môn học khác sẽ bổ trợ kiến thức cho em ở góc độ khác, còn đây là môn thiên về sinh học phân tử cho nên tôi chỉ nắm như vậy thôi. Có một cái chất tạo hoặc nhân tạo đó, bạn nhìn cái chữ aspartame nó có khoảng tầm 50 cái viên tích tổng hợp, như vậy nó nguồn của nó là cũng gần giống như cái acid amin mà cái nhóm acid mà tụi mình học đó. Các đầu tiên mà có nhiệm vụ cấu trúc, có không có nhiệm vụ cấu trúc gì nữa thì nó sẽ làm enzyme chỉ hormone. Trong trường hợp cần thiết, thật ra có khi nó vẫn phải xử lý để lấy cái này để mà tạo năng lượng thì giá trị đảm bảo khoảng từ 10 đến 15, và tính trên cùng một đơn vị thì một mol của cái protein này sản xuất năng lượng bằng tầm tương đương với một mol glucose và glucose, còn nó bằng một nửa của lipid nha, hai protein và glucose là tương đương nhau, còn lipid thì gấp đôi hai cái này. Là tính cái hiệu quả năng lượng nha. Còn những cái thực phẩm là cái chất đạm tất cả mọi người biết ha, nên chúng ta chỉ tham khảo rồi. Chúng ta xem mình đã nhớ được gì trong bài học vừa rồi, do nó phải học cả hai buổi cho nên các bạn đã như cô ôn này rồi, đó là sự liệu cho cô từng dòng một ạ.
Con mấy sự lựa chọn cho dòng số 1? Có mấy sự lựa chọn cho dòng 1? Nhớ được cái nào nói cái đó. Ít nhất một cái đó đi, đó là mở đầu đúng không? Mà mở đầu xong nó lại sao? Cắt bỏ. Cho nên chúng ta sẽ lại chọn cái gì cho dòng số 1? Hoặc mở đầu hoặc sao? Không có trong DNA chức năng. Mà tôi nhắc lại ở tại vị trí mở đầu nha. Dòng số 2 bạn nhớ gì đến gợi ý của Doreen? À, không có, nếu nói về cấu tạo là nó không có amin. Còn nếu nói về chức năng thì nó làm cho gì? Cho cái chuỗi sống lại mà trên đơn vị một chuỗi một thôi. À, nếu nói về cystein thì bạn sẽ xếp nó vào nhóm có chứa cái nguyên tố gì? Có nguyên tố gì mới làm được còn nó đi sinh phố? Đúng rồi, thấy chưa? Có mỗi một cái có hai lý tố thì hai lý thường nhớ nha. Rồi vậy nó khác biệt là bây giờ hãy nhìn lại một lần nữa là cystein khác với rolin ở chỗ là một cái làm cho một chuỗi còn cái dưới là nhiều chuỗi nha, có chữ khác nha. Rồi các acid amin thuộc dòng số 1 có những vụ gì? Lysin giúp cho khoan và arginine cần thiết cho đoạn đời nào? Để đứa nhỏ thôi đúng không? Mình hết cần đúng không? Để những cơ thể đang lớn. Vị trí số 2 đây là vai trò đối với tuyến giáp. Bạn hôm bữa cô đã chuẩn bị rất kỹ, có tới 4 loại đúng không? 3 loại chứ. 3 loại. Lysin đúng rồi, bắt đầu từ chỗ đó đó. Nó bao gồm có phenylalanine, lysine và isoleucine. Dòng số 3 đây có liên quan đến chức phận sinh dục và ảnh hưởng đến tạo tinh trùng có một chữ A. Arginine. Ok. Hồi đây là những acid amin mà cần lưu ý. Đây là các acid amin có vị ngọt kiểu đường, nó chiếm phần lớn trong các cái loại acid amin. Chúng ta điền được bao nhiêu hay bấy nhiêu bắt đầu từ những loại đầu tiên. Đó có glycine, alanine, valine là những acid amin đứng đầu của chủ cái 20 tụ hợp á. Có vị ngọt kiểu đạm, tức là bột ngọt đó mình điền kiểu gì vô? Bột ngọt là glutamine hay glutamate, thật ra nó là glutamate entry. Có vị đắng trọng kiểu gì ta? Có arginine đúng không? Và cuối cùng không có vị gì hết, nó cắn hết sạch á, chí đắng lắm luôn. Là lương gì? Mình nhớ nhiều đây rồi, những cái nào mình từng khóa gợi ý đó là sử dụng bao nhiêu đó rồi, trong số rất nhiều đó. Những peptide mà đóng vai trò là hormone thuộc tuyến tiền yên thì nó chuyên điều hành ai? ACTH thì điều hành cơ quan nào ở dưới? Thượng thận. Đã nói liên quan tới điều tiết đường á. Giảm thượng thận. Câu này quan trọng đó nha, tại vì nó còn liên quan đến giáp bình tĩnh nha. Có một số bệnh nhân xét nghiệm ra là khi cái hormone giảm thượng thận nó bị giảm tiết, là tức là người ta xếp nó vào loại là thiểu năng giảm thượng thận, nhưng nếu không xét kỹ nguyên nhân cấp cao hơn là nó sai cái bệnh nè. Vì không phải là thiểu năng giảm thượng thận mà thực ra nó thiểu năng tới tiết nguyên rồi. Nguyên liệu gì đó, nên hãy liên quan với nhau chứ không phải là giám định sai là không được. Insulin tổng số bao nhiêu acetamin và có chức năng gì tự liền được không? Giờ nhiêu acetamin đó đây? 51 hay 51? 51 đúng không? Vậy dưới này còn lại nhiều? 29 là những câu chắc chắn sẽ hỏi. Nha. Rồi bắt đầu ghép lại rồi. Nãy giờ nói xong hết rồi, giờ chỉ việc ghép vô thôi. Số 1 dưới đây không nè. Không có trong mở đầu đoạn protein chức năng 1 đây đúng không? Rồi, okay. Số 2 nè. Tryptophan. Đây gắn theo chữ. Chữ A phải không? Số 3 là glycine. E là đúng nè. Chữ C. Ở số 4 có chữ cystein đó. Là chữ gì luôn? Đúng rồi. Và cuối cùng rolin thì là chữ còn lại ha. Là còn là những cái gì mà nhắc tôi nhắc lại rất nhiều lần. Mấy bốn đi thi cũng chỉ hỏi bấy nhiêu đó thôi, nhưng số đều quá nhiều. Câu hỏi số 1, xem dùm hình trên màn hình. Câu hỏi số 1,
acid này là nó có acid nè, mà nó có amin nào. Đó, thì bây giờ mình chỉ hỏi chiếu vô chỗ em bạn hát không thôi, thì chúng ta chắc chắn sẽ chọn là chữ A, chữ H. Đó, bị đánh đòn quá, nó không có amin mà. Thử công thức nữa nè. Rồi này dễ không? Nó có tới hai cái vòng là nó có một loại duy nhất có hai vòng thôi, chọn chữ. Chữ D là tryptophan. Mới được ghép xong nãy đó. Chúng ta xem dùm công thức hình này. Đây là những axit cầm học hình nghe. Cho nên mới chiếu ra đây kết quả đó. Hai bên. Từ từ là tôi không có học thuộc bài lắm, nhưng mà tôi dùng đầu óc vì cái sự lười biếng, nhưng mà có thể có lợi. Này axit đúng không? Cái này amin đúng không? Vậy đây là các bên trung tâm, một trong hai nó có điểm khác. Dạ, nó phải là góc hình rồi. Đó, kết quả. Để chọn nào? Nữ đi xin đúng không? Tại vì góc R nó có một chữ khác thôi. Sau khi tôi không thích vậy, tôi không có gọi một bài đó đâu. Ông không thích nó, nhưng mà phải vậy đó. Rồi, thử công thức này coi. Nó vẫn đảm bảo có một góc COH, có một góc NH2, và nó tăng hơn công thức hồi nãy một chữ C. Nè, phía bên glycine là tới amin. Nếu biết được có làm vậy, công thức không cần ngồi vẽ lại nha. Không cần vẽ công thức, đến tổng số lượng 50% sẽ được loại ra liền sau cái công thức hình này. Loại liền hai đáp án nào không thể chọn. Cái công thức trên màn hình là nó có hai cái axit là ha, đây hai axit nè. Đúng không? Vậy nó chỉ có thể chọn trong dùng C với D, A với B là bị loại liền. Trong cái công thức C với D chúng ta sẽ chọn cái nào? Tùy theo độ dày của cái mặt các con đó đó. Thì công thức đúng hiện tại là một công thức nổi tiếng đó, một axit nổi tiếng glutamin. Dạng amin của nó sẽ tên gì ta? Glutamin. Dạng amin mới là glutamin, mặc dù glutamin cũng là phản chất axit lục. Câu này là coi như ai cũng phải thuộc nè. Chúng ta sẽ thuộc chọn chữ C, và nếu như chỗ mà nó đổi lại bậc 2 thì mình dịch chuyển lên chữ B, kiểu vậy đó. Cho nên tôi mới nói là chỗ nào dạy là đã nói rất kỹ rồi. Acid amin nào làm cho các chuỗi nối lại với nhau? Cysteine thì mình có chữ các chuỗi ha. Còn nếu được làm cho chuỗi nó sắn lại thì mình sẽ chọn là protein. Ngoài ra thì chỗ này là phải học thuộc nè. Các acid amin nào mà phải được cung cấp từ thức ăn, điều này có nghĩa là thay thế thì không thay thế. Bắt buộc phải được cung cấp từ thức ăn. Là tôi sẽ tổng hợp được không? Nào, cái ý tôi muốn nói như vậy là lại không thể tổng hợp được và lại không thể thế. Nhưng thế giờ không còn biết sao giờ ha. Nếu đi thi học thêm một số câu nha, thì chỗ này sẽ hỏi một vài câu các bạn nào, không phải một là một vài, cho nên tôi học để học cho cái môn dược lý và môn sinh lý luôn á, người ta cũng hỏi cái câu này thôi. Chúng ta xem gợi ý sau đây. Những acid amin có tới hai nhóm tự do là người ta đang nói tên định xuống chữ acid gì? Có cái đuôi ít không? Ở đây có mấy chữ ít? Chị giờ thì nó chưa chọn chữ gì nè? Chữ A. Hiểu được vấn đề chưa? Tới hai nhóm tự do, lần sau nó có một nhóm tự do thôi thì được chọn tới đâu? Nó còn có một nhóm acid tự do và nhóm kia mắc gắn trên đẳng ba rồi, hiểu không? Thì cái đó mình sẽ dịch chuyển được amin của nó. Đây là phản ứng nitrogen dùng để xác định acid amin. Nếu lần này đề thi cho là phản ứng Biore thì để xác định peptide hoặc protein. Chất nào sau đây được xếp vào peptide? Peptide là có nhiều hơn một acid amin và ít hơn amin. Chữ C đúng không? Là glutathione, không bao gồm chữ glutamine. Chữ A là nó thuộc về cái đơn phần học tên. Chỗ này rất dễ sai nha, dễ vậy đó nhưng mà dễ sai nếu học không kỹ. Rotic dùng để chỉ những loại gì mới nhắc lại? Rotic thì dùng để chỉ cái về vậy là chữ chữ gì? Chữ A đúng không? Một con không? Chất nào sau đây là acid amin lần này tới 77 sách sẽ lựa chọn được đó. Là đi thi cỡ dòng ở vậy coi làm nổi không?
Nó là không dễ lắm nha. Con là chưa có khó mà. Bây giờ mà không nhớ thì đi thi học còn mệt hơn. Tại chú có lớp 4 trong mấy trường mà. Sao ra? Vitamin được không? Được nha. Mấy cái kia là không được, như luta xanh là nãy là tới bếp tiết lần nè. Còn luta rong là không phải một chất mà là một chuỗi đâu ha. Những yếu tố nào có thể làm biến tính protein? Nhưng đây có việc ngoại trừ. Ngoại trừ là nó không tính. Cái C là nó hơi thân thiện đúng không? Nhưng dịch muối và trung tính á. Biến tính này ý được hỏi là biến tính. Ta biết được nói là biến tính tiên luôn đó. Bây giờ là câu hỏi được chọn nhiều đã đáp đúng nha các bạn. Protein thuần tan trong nước bao giờ? Thuần là cái này nó thuần hết trơn á, cái nào thuần hết thì nó không có cái chữ protein gắn chữ khác là nó thuần như một thuần. Nhưng mà nhặt cái là tan trong nước. Bắt đầu đúng từ chữ A nè. Chữ B là của thực vật và không tan mà. Chữ C chắc chắn tan không? Không tan, bỏ qua. Nhưng albumin là sao? Là phải tan, chọn chữ D. Glutamin và glulamin cho chọn một bạn ạ. Lamin, glutamin tức chữ E, chữ F nè. Ừ, chữ F, hiểu vấn đề chưa? Câu hôm nay cái lần sao đổi câu hỏi lại nè. Protein thuần không tan trong nước. Vâng, mới nên ghi chọn. Cho nên là hãy học kỹ chỗ đó để dùng cho những trường hợp khác nhau. Ví dụ như nó cho câu ghép như vậy là mai mốt ghi trong đề thi nè. Prolamin là protein thuần tan trong nước. Câu khác là ghi là prolamin là protein thuần không tan trong nước. Giả sử chúng ta hỏi kiểu vậy đó, nó cho nhiều câu ở những nội dung rời nhau các bạn. Mà có đó thì mình sẽ hơi khó à. Hơi khó những cái tư duy của tổng hợp của nhiều cái nội dung. Các protein thuần đảm nhiệm vai trò gì? Em coi mỗi một câu của người ta là nó biết đúng chứ cái tính chất mình đã học được. Thế đây là câu hỏi mà mình gặp khó đây nè. Dòng A đúng không? Albumin trong máu đóng vai trò vận chuyển chắc chắn được không? Được. Được, chọn câu A trước đây. Globulin tham gia kháng thể thấy được luôn không? Thấy được đi là có trong globulin kháng thể. Vậy thì em tiếp tục chọn câu B nhìn tới dưới nè. Đọc kỹ nha. Lipoprotein, chứ cô đã có chữ C nha. Lipoprotein là protein thuần tham gia vận chuyển lipid máu đúng không? Sai nữa nè. Dẫn chuyển lipid máu là đúng lipoprotein nhưng nó không thể thuần. Đó, nó sai ở cái chỗ đó, cho nên là nếu bạn đọc không kỹ là bạn chết. Câu D nè. Lipoprotein là protein tạp có trên màng tế bào đúng không? Ừ, nó cũng có một phần trên màng tế bào thì tại vì nó có một phần các carbohydrate nói với lipoprotein. Là cái này là mắc cơ, nó lại nói nhiều lần rồi. Hai cái gì anh em nè. Con E với con F còn, con nào đúng không? Histone là thành phần cấu tạo vật chất di truyền của những có trong nhiễm thể phải không? Rồi, chọn câu E. Đây là loại câu hỏi khó đó, tại vì tổng hợp kiến thức ở nhiều nơi. Chưa kể là có thể ở nhiều chương nữa. Là mấy cái câu ở cuối đề thi á, là mấy câu khó không ta? Prolamin có trong tế bào trứng phải không ta? Ừ, vậy bỏ qua đúng không? Là bỏ qua. Bạn coi lại nè. Tức không bao gồm câu F nha. Còn ví dụ như cái câu E, câu F là mà nó ghi là Prolamin thì lúc đó chọn được không? Được, protamin là không có trong tế bào trứng. Cho nên nếu mình học lơ mơ không kỹ thì nó sai như thường. Rồi chúng ta xem nhiều câu hỏi tiếp theo nha. Cái cách làm cũng giống vậy đó. Câu hỏi này chúng ta sẽ chọn nhiều câu đúng, nếu mình thấy câu đúng chọn luôn. Không giới hạn số lượng à. Cysteine là acetylamin chứa lưu quỳnh đúng các bạn. Câu A đang đúng à. Glutathione là amino acid có chất acid đúng hay sai? Sai, đấy nó không phải là glutamine mà nếu cái phần chủ từ này phải đổi lại không phải glutathione mà glutamine mới đúng. Câu C, liên kết peptide, viết sai một từ peptide rồi, bị phá hủy khi nhiệt độ tăng cao đúng không? Hồi nãy có nói rõ chỗ này không? Không bao giờ đứt, bỏ qua luôn. Collagen là loại protein thuần không tan trong nước, chọn không? Không, và không tan chính là collagen. Lipoprotein có chức năng vận chuyển, nếu chỉ nói như vậy thì chọn không nè? Chọn luôn, đúng không? Chọn luôn chữ E. Còn chữ E tính sao? Lipoprotein là thành phần có chứa đường phải không? Không, thì tất cả đáp án đúng là hết rồi.